nhau vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lỗi kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả Lucenta, tiểu dược tiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Trung tâm nhà hàng hãy tiến vào văn phòng để chuẩn bị đồ chúng tôi để chuẩn bị vào chương trình làm việc trong buổi sáng hôm nay. Và ngay từ bây giờ đây thì không để các anh chị chờ đợi lâu nữa, xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng toàn thể các quý vị khách quý và các bạn tại khán phòng trong buổi sáng nay hôm nay. Lời đầu tiên cho phép xin dâng hiến xin thay mặt cho ban tổ chức gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, toàn thể các quý đối tác khách hàng, quý ông chủ bà chủ một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Kính chúc toàn thể các quý vị khách quý cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, và chúc quý vị có một ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tận được rất nhiều giá trị tại khán phòng trong buổi sáng hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, vâng, và để cho chương trình chúng ta được chuẩn bị bắt đầu thì xin mời toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý hãy lắng đọng những tâm tư tình cảm của mình ngước lên sân khấu. Cùng nhau vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lỗi kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả Lucenta, tiểu dược tiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Vượt khó đi lên và sẽ chia tình người. Xã hội văn minh lỗi kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả Lucenta, tiểu dược tiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương,
ta có biết ly lối liền hạnh phúc. Từ họ biết ly thương hiệu của trái tim, từ họ biết ly thương hiệu yêu thương. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển. Đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly nối liền hạnh phúc. Từ họ biết ly thương hiệu của trái tim, từ họ biết ly thương hiệu yêu thương. Từ họ biết ly thương hiệu của trái tim, từ họ biết ly thương hiệu yêu thương. Chạy thận trong vòng 7 năm, mỗi một tuần là 3 lần. Và sau khi anh được trải nghiệm dòng sản phẩm trà và tan của tập đoàn Biết Đi thì anh đã sáng tác được 5 bài hát. Bài đầu tiên là Tự Hào Biết Đi, bài thứ hai là Đường Đến Đỉnh Vinh Quang, bài thứ ba là Thường Chiến Biết Đi, thì còn hai bài nữa Xuân Thiêm thì chưa thuộc, nhưng mà Xuân Thiêm đã thuộc được cả 3 bài, là bài Đường Đến Đỉnh Vinh Quang và Thường Chiến Biết Đi. Nếu các anh chị mà yêu mến Xuân Thiêm hoặc là muốn nghe thêm hai ca khúc nữa thì một lát nữa Xuân Thiêm sẽ quay trở lại với sân khấu. Kính thưa toàn thể quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh cứ giảm echo cho em anh ơi. Giảm echo cho em. Lên. Vâng, xin được các bạn đồng nghiệp chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, toàn thể các quý đối tác khách hàng và các ông chủ bà chủ của Biết Đi. Các bạn này khán phòng trong buổi sáng hôm nay, một trong các đại lớn để chào đón tất cả các anh chị được không ạ? Đã con lời đầu tiên cho phép Xuân Thiêm xin gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, toàn thể các quý đối tác khách hàng một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đồng nghĩa nhất. Chúc toàn thể đại gia đình nhà mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, và chúc quý vị có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị, được sự thống nhất của ban tổ chức cũng như là được sự lòng của tất cả các cô chú anh chị đang hiện diện ở tại sân khấu trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Trường An trong buổi sáng hôm nay, thì rất vinh dự để về tham dự chương trình đại tiệc đầu xuân của năm 2023 tại thị trấn núi Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Vâng, và đã có mặt sự hiện diện của tất cả các lãnh đạo từ tuyến trên, tuyến dưới, tuyến bên, tuyến bàn. Và ngay từ bây giờ đây, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, sự kiện sẽ giới thiệu đến đây một người vô cùng tuyệt vời. Trong vòng 3 năm qua thì đã phát triển khắp 63 tỉnh thành tại đất nước Việt Nam và giúp cho trên 55.000 người có sức khỏe tốt hơn, trẻ hơn, đẹp hơn và thay đổi chất lượng cuộc sống. Quý vị hãy cùng một tràng pháo tay lớn đồng nhiên là chào đón. Vâng, lãnh đạo Vương Tú Thành. Vâng, xin mời lãnh đạo đến sân khấu ạ. Với sự hiện diện của rất nhiều các anh chị em ở tại khán phòng trong buổi sáng nay thì xin trân trọng kính mời quý vị hãy cùng một tràng pháo tay lớn thật đồng nhiên để chào đón. Vâng, trân trọng kính mời các anh chị, nếu mà theo phương thường xuyên các anh chị sẽ nhận được diện diện của Phạm Thị Bích Nga đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và ngay từ bây giờ đây thì không quên dành một tràng pháo tay lớn với đầu nhánh của MC Nguyễn Vân và diện diện của lãnh đạo Nguyễn Dũng đến từ thành phố. Vâng, sự lãnh đạo, sự hiện diện của lãnh đạo Lưu Hải đến từ thành phố Hà Nội. Vâng, sự hiện diện của lãnh đạo Phan Nguyên đến từ thành phố Hải Dương. Vâng, sự hiện diện của lãnh đạo Ân Nguyên đến từ thành phố Hải Dương. Vâng, sự hiện diện của lãnh đạo Đỗ Trung đến từ thành phố Hà Nội. Vâng, sự hiện diện của lãnh đạo Xuân Long đến từ thành phố Hà Nam. Vâng, trân trọng kính mời diễn viên của chị Nguyễn Hiền. Mời Nguyễn Hiền được rồi, ok. Vâng, trân trọng kính mời diễn viên của chị Lượng ạ. Vâng, mời chị Lượng sẽ lên để ra mắt toàn thể quý vị và còn rất nhiều diễn viên của tất cả các anh chị mà không đăng ký với MC Xuân Kiêm, cho nên là Xuân Kiêm thì cũng xin được mạn phép giới thiệu chung và xin trân trọng kính mời mừng trung tâm tổ chức sự kiện ngày hôm nay
là Nguyễn Xuyên đang ở vị trí nào ạ? Vâng, xin trân trọng kính mời sự hiện diện của lãnh đạo Nguyễn Xuyên và tiếp tục xin trân trọng kính mời sự lãnh đạo của Phạm Xuân. Vâng, một tràng pháo tay lớn để chào đón tất cả các các bạn về sân khấu được không ạ? Vâng, trân trọng kính mời sự hiện diện của em Huệ Hải Phong, một tràng pháo tay lớn được không ạ? Có mặt của tất cả các anh chị đang hiện diện ở tại sân khấu trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lời chào và lời cảm ơn chân thành. Vâng, chúc đại gia đình Bidi Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và phát triển bền vững, trường tồn và thịnh vượng. Và chúc chương trình đại tiệc trong buổi sáng nay được thành công, tốt đẹp. Một tràng pháo tay lớn để chúc mừng. Vâng, các anh chị hãy ghi lại những bức hình đẹp nhất và diện diện của tất cả các lãnh đạo đã đến từ khắp mọi miền tổ quốc, tuyến trên, tuyến dưới, tuyến bên, tuyến bạn để cùng đồng hành với chúng ta và sẽ chia sẻ những giá trị tuyệt vời nhất trong buổi sáng hôm nay. Các cô chú anh chị, bạn đã đến đúng vị trí của mình rồi và một tràng pháo tay lớn để chào đón tất cả các anh chị được không ạ? Vâng, một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, và bây giờ thì xin mời các lãnh đạo cùng về phía bàn tiệc của mình, ổn định cho mình một vị trí ghế nóng và Xuân Khiêm xin được giao lưu với cả nhà một chút ạ. Cả nhà mình ơi, trên cuộc đời của các cô chú anh chị, mỗi một con người đều có một cái giá trị riêng của mình, nhưng quan trọng nhất chúng ta đều chung một cái ý tưởng và một cái ý nghĩa sâu sắc nhất trên cuộc đời này. Các cô chú anh chị biết đó là gì ạ? Là gì ạ các cô chú anh chị? Cái gì giá trị nhất trên cuộc đời này ở mỗi một con người ạ? Vâng, sức khỏe là số 1. Sức khỏe là vô giá. Sức khỏe là vàng, sức khỏe là kim cương. Có sức khỏe thì tất cả các cô chú ý chị chúng ta sẽ thực hiện được hàng ngàn điều ước. Nhưng nếu các cô chú ý chị không có sức khỏe thì có phải tất cả chúng ta đều mong muốn chúng ta có một sức khỏe hoàn hảo mà thôi, đúng không các cô chú ý chị? Đúng hay rất đúng thì các cô chú anh chị hãy dành cho chính bản thân mình một trong thật lớn, thật nồng nhiệt để cảm ơn chính bản thân của chúng ta đã quyết định sáng suốt, đúng đắn và có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Trường An trong buổi sáng nay đã ngồi đúng vị trí của mình rồi ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Vâng, và cả nhà mình có muốn đón nhận cái giá trị này không ạ? Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Vâng, ngày hôm nay các cô chú ý chị được một vị khách mời của mình đến đây để làm gì, nhằm mục đích gì, thì chúng ta sẽ nhận một giá trị vô cùng tuyệt vời từ một dòng trà hòa tan Multizone của tập đoàn Bidi Fan Club, một gói trà cân cảm thế giới. Tất cả những người được sử dụng sản phẩm trà trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm thấy sự thay đổi khác biệt, trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp hơn và còn thay đổi cả chất lượng cuộc sống một cách vượt trội, ngoạn mục và thực sự là niềm hạnh phúc dâng trào, niềm vui cùng dâng trào. Quý vị có ghi nhận cái lời nói của Xuân Kiên đúng hay rất đúng ạ? Các anh chị đã sử dụng sản phẩm thì nói con tôi được một câu được không ạ? Ai cảm nhận được đúng hay rất đúng ạ? Nói lớn hơn được không ạ? Vâng, xin chúc mừng tất cả các cô chú chị. Và Xuân Kiên ra đây một chút, các cô chú chị là những thành viên mới ngày hôm nay mới lần đầu tiên đến được nghe chương trình này, có thể là giơ tay được không ạ? Alo, từng một. Ai là thành viên mới ạ? Vâng, cũng khá đông. Và chúc mừng các anh chị. Các anh chị hãy tập trung lắng đọng những tâm tư tình cảm của mình ngước lên sân khấu. Và ngay sự vui ở đây không để quý vị chờ đợi lâu nữa. Thay lời ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị hãy nổ một tràng pháo tay lớn thật nồng nhiệt đến với một chiếc loa dinh dưỡng, một chủ dạng của Dung Tổng Việt Nam. Bạn em Dung có thể tắt mic đó đi, cần mic này thôi. Vâng, và ngay từ bây giờ đây quý vị hãy không quên dành cho anh những tràng pháo tay lớn thật đặc biệt. Xin trân trọng kính mời lãnh đạo chủ gia Nguyễn Dũng. Vâng ạ, à, em Dũng xin chào cô chú anh chị và buổi sáng ngày hôm nay chúc cô chú anh chị buổi sáng luôn tràn đầy yêu thương và năng lượng. Vâng, chúng ta thấy MC của chúng ta không những năng lượng mà còn xinh đẹp không ạ? Xinh đẹp hay rất xinh đẹp ạ? Rất xinh đẹp, vâng, tặng cho anh một tràng pháo tay đi ạ. Cảm ơn lãnh đạo rất nhiều rồi. Không biết lý do gì mà mình làm MC mà suốt ngày gọi là em, mà bây giờ là rõ ràng là nam nhi đại trượng phu như này mà còn gọi là xinh gái. Vâng, cả nhà chúng ta ạ, người làm MC không bao giờ được làm anh làm chị ạ. Có đúng hay rất đúng ạ? Ờ thì là MC thì làm sao mà được trở thành anh chị ạ?
Dạ vâng, thế các chị dành chị đồng bào đang lớn đúng không ạ? Vâng, vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, vâng, ngay sau đây thì em cũng xin chia sẻ một chút với chị một chút. Ở đây đã có bao nhiêu người đã khởi nghiệp cùng với Bitly 2 năm rồi ạ? À? Từ 2 năm này đây là ai là người khởi nghiệp cùng Bitly 2 năm ạ? À? À vâng, vâng, tuyệt vời, tặng cho các anh chị một tràng tay ạ. Vâng, ai là người khởi nghiệp cùng Bitly được 1 năm nay thì ạ? À? Vâng, tuyệt vời quá, tặng cho chị một tràng tay ạ. Và em Dũng khởi nghiệp cùng Bitly được gần 22 tháng, chưa được 2 tháng. Nó không biết là giơ tay một năm hay 2 năm. Vâng, ở đây thì khởi nghiệp cùng Bitly chúng ta được cái gì? Vâng ạ, cho em hỏi một chút, tất cả các anh chị đã sử dụng Bitly và khởi nghiệp cùng Bitly, khởi nghiệp cùng Bitly được cái gì ạ? Tự hào về cái gì ạ? Vâng, tự do về cái gì ạ? Vâng, tự do về cái gì ạ? Thời gian có đúng ạ? Làm Bitly đi chơi tiền rơi vào túi đúng ạ? Và có rất nhiều người không biết chết ở đâu nhưng đến Bitly thì lại ngóc đầu dậy. Đúng ạ? Cả nghĩa đen, nghĩa bóng đều ngóc được hết ạ. Đúng hay rất đúng ạ? Có anh nào dùng Bitly 17 năm chết thật rồi mà bây giờ lại ngóc lại được 3 giờ đêm không ạ? Có ai không ạ? Có anh nào dùng rồi có giơ tay cho em ạ? Có thể cùng với mình em ạ? À kìa kìa, tặng cho anh chào tay ạ, anh là thầu. Thế còn các anh ở đây có anh nào dùng Bitly rồi ạ? À? Anh nào dùng sản phẩm Bitly rồi ạ? À? Vâng, thế anh đã thay đổi được chưa ạ? À? Ôi trời, anh cười như thế, chúc mừng tặng cho anh trong cái tay ạ. Vâng. Vâng, ở Bitly của chúng ta có 3 dòng sản phẩm, đó là dòng sản phẩm tế bào gốc, nhau thay hương, hay gọi là Lucenta. Dòng thứ hai là trà hòa tan multi rút, dòng thứ ba đó là multi cream. 3 dòng sản phẩm này ai là người đã được sử dụng cả 3 dòng này rồi ạ? À? Cả ba, cô chị được dùng cái dưới cùng gì ạ? Có thể em chưa được dùng. ích kỷ nhá, cái tốt như vậy mà không chia cho nhau, phải mang ra Bắc đây một hộp chứ nị. Vâng, thôi được rồi, chúng ta sẽ có cơ hội dùng sớm hơn đúng không? Vâng ạ, ở bên Bitly, khởi nghiệp cùng Bitly chỉ có 3 dòng sản phẩm thôi. Dòng chủ đạo của chúng ta là dòng sản phẩm trà hòa tan multi-rút. Thì ngày hôm nay em Dũng sẽ hướng tới cô chú anh chị để chúng ta hiểu rõ ràng và cụ thể hơn, để chúng ta trao được cái giá trị này cho đến tay khách hàng cùng sản phẩm trong sự hiểu biết. Vâng ạ, ngày hôm nay thì em Dũng rất là cảm ơn cô chú anh chị. Vâng, ở đây ngày hôm nay các anh chị đã đến đây rồi, em cũng rất là trân trọng, và em cũng muốn giới thiệu một chút tới cô chú anh chị là những người đầu tiên biết em tên là Dũng, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Dũng, em đến từ Hà Đông, Hà Nội. Vâng, năm nay em 46 tuổi. Thấy có trẻ đẹp trai hơn đúng không ạ? Vâng, mặt em căng đúng như quả táo tàu ngon luôn đấy, không phải quả táo tàu khô đâu ạ. Vâng, ở đây thời gian cô chú anh chị đã đến đây rồi thì chúng ta phải quý như vàng đúng không ạ? Và cái điều đầu tiên ở đây có gì cũng được đúng không ạ? Có nhà, có xe cũng được đúng không ạ? Chứ không được có gì ạ? Không được có bệnh trong người. Có đúng hay rất đúng ạ? Rất đúng đúng không ạ? Có rất nhiều người có nhà, có xe mà có bệnh trong người là khổ này, là khổ gì ạ? Khổ nhục. Có đúng không ạ? Có tiền mà không làm gì được đúng không ạ? Nhìn thấy gái đẹp không thích, nhìn xe không lái được, chân văng bên trái đá bên phải, có đúng không ạ? Vâng, đấy là cái khổ đúng không? Và có gì cũng được. Vâng, có gì cũng được chứ không được có chữ gì ạ? Có gì cũng được chứ không được có chữ gì ạ? Chữ tồi. Có đúng hay rất đúng ạ? Vâng, chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta ngồi đây đã được người khác đã mời đến đây rồi thì chữ tôi của những người ở đây là không có đúng không ạ? Vâng, tặng cho chúng ta một tràng pháo tay đi ạ. Vâng, thiếu gì cũng được chứ không được thiếu chữ. Không được thì ạ? Thiếu trân trọng lời mời. Vậy ngày hôm nay ai đã được một người mời đến đây rồi thì chúng ta hãy trân trọng người mời đó để chúng ta hoàn thiện đúng không ạ? Thời gian như là để tập trung 100% đúng không ạ? Người ta bảo thiếu gì cũng được chứ không được thiếu chữ gì ạ? Chữ độ. Đúng không ạ? Sống đức độ, làm việc phải có thái độ,
đúng không ạ? Ngoại giao phải có phong độ, muốn kinh doanh thành công phải có trình độ, và muốn sống hoàn thiện thì phải đủ lượng độ buông bỏ và tha thứ, đúng hay rất đúng ạ? Không thể thiếu được chữ này. Chữ tôi thì bỏ đi nhưng chữ độ là phải có, được không ạ? Và thiếu gì cũng được, chứ không được thiếu sức khỏe. Vậy ngày hôm nay đến đây chúng ta tìm sức khỏe để thay đổi, được không ạ? Và thiếu gì cũng được, chứ không được thiếu sự tập trung. Ngày hôm nay ngồi đây, hãy tạo cho chúng ta và chúng ta quyết tâm tập trung từ giờ trong vòng 45 phút, được không ạ? Vâng. Vâng ạ. Vâng, ở đây ngay trên màn hình, trên màn hình là đang xuất hiện một hộp trà. Ở đây trên màn hình là một hộp trà mang tên trà Hòa Tan Munisut, dịch sang tiếng Việt là nước ép trái cây hỗn hợp. Không phải là thuốc, không thay thế thuốc, không có tác dụng chữa bệnh. Vậy ở đây không chữa bệnh, được không ạ? Cũng không phải là thuốc. Và trên dòng trà này có cái điều gì? Mở trong 3 năm qua, mở thị trường Việt Nam lên tới 85.000 người đang sử dụng. Nếu người sử dụng thì chắc là khoảng 200.000 người. Nhưng người để làm việc thì đã 85.000 người rồi. Vâng, trong 3 năm qua. Trong trà này có 7 thành phần. Thành phần thứ nhất đặc biệt ở đây là gì? Tế bào gốc của đông trùng và hạ thảo Tây Tạng dạng con. Đông trùng này là mùa đông là côn trùng, mùa hè là thảo dược. Có thể rất nhiều các đại gia Việt Nam đã được tặng, được biếu, được mua, lên tới giá khoảng 1 tỷ 7 cho đến 3 tỷ một cân, nhưng chúng ta về để ngâm rượu. Nhưng đây chỉ là tế bào gốc thôi. Và tế bào gốc của thành phần thứ hai đó là sâm maca. Sâm maca là một loại sâm có sức đề kháng cao nhất trong tất cả các dòng sâm. Sâm maca là một loại sâm có sức đề kháng cao nhất trong tất cả dòng sâm. Nhưng nó thuộc nhóm họ cải, không phải là nhân sâm. Nhân sâm là Hàn Quốc, Nam Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, các loại nhân sâm đấy. Nhân sâm đấy là một trong số những loại dòng sâm có nguồn năng lượng cao nhất trong tất cả các loại thảo dược. Năng lượng thì có nghĩa là chúng ta chỉ ngâm một miếng thôi, chúng ta nhịn cả phần cũng cần ăn. Đấy là năng lượng. Còn đây là sức đề kháng. Vì vậy loại sâm này trên cái ngọn núi của Peru cao khoảng 4.000m so với mặt nước biển thì không có một loại cỏ cây nào sống được trên đó, mà chỉ có loại sâm này sống được trên đó thôi. Chịu khắc nghiệt với gió, đúng không ạ? Mưa, nắng, gió có thể âm 20 độ C đó. Và thành phần thứ ba đó là thành phần sâm quốc bảo của Ấn Độ. Thành phần thứ tư là thành phần quả cọ lùn của Mỹ. Thành phần thứ năm là thành phần lập tích dương. Thành phần thứ sáu là thành phần đường đen chô hay còn đường đơn. Thành phần thứ bảy là thành phần tinh bột cốt chanh. Bảy thành phần này được kết hợp lại trong một quả trà. Đó về công thức. Nói về công thức thì chúng ta thấy ạ, cũng giống như nếu nói về chúng ta đổ một cái khối bê tông để làm nhà đều có công thức. Nhưng chúng ta không biết, nếu mà bê tông tốt thì 1 xi 2 cát 3 đá là bê tông tốt. Nếu chúng ta không biết 3 xi 3 cát 3 đá là bê tông vỡ, có đúng không ạ? Mất tiền mà bê tông không tốt. Thì ở đây chỉ hơn cái thứ nhất công thức. Thứ hai, trong gói sản phẩm này hơn rất nhiều dòng sản phẩm khác. Đó về công nghệ. Công nghệ thì sản phẩm nào cũng có công nghệ cả, nhưng riêng sản phẩm này lại công nghệ đặc biệt, khác biệt. Nếu như dòng sản phẩm khác chúng ta uống sáng, uống trưa, uống tối, chúng ta uống thẳng sản phẩm thực phẩm chức năng vào dạ dày, chúng ta ăn hoàn toàn các thức ăn của chúng ta vào dạ dày, muốn hấp thu được đến tế bào của chúng ta nuôi phải sau 24 tiếng. Và cách đây khoảng 11 năm trước đến 15 năm trước thì trẻ em run nó cuộn trong bụng vì không có axit, không có độc tố. Nhưng ngày nay trong bụng trẻ em không có run nữa, có đúng không ạ? Vâng, vì vậy là sản phẩm này và sản phẩm khác như thế nào? Sản phẩm khác mà uống vào dạ dày phá hủy khoảng 40-50%, chưa nói về dầu non chuyển hóa hay dạ dày nữa, hay là gan nữa, và thận giữ được không. Nhưng riêng sản phẩm này thì chúng ta chỉ cần cho vào cái chai ta lắc thôi, mọi lúc mọi nơi chúng ta chỉ cần ngâm thôi, trong vòng khoảng 2 phút thôi là nó đã thẩm thấu qua niêm mạc lưỡi và chân răng, đi trực tiếp vào trong máu, đưa đến tế bào rất nhanh. Đó hơn sản phẩm khác. Có thể nếu như chúng ta mới bị ho, uống không khỏi hoặc khản tiếng thì chúng ta chỉ cần xé khô, ngậm một chút là một lúc sẽ hết. Và sự đặc biệt là vậy. Đó là về công nghệ và công thức, vì sản khác biệt của cái sản phẩm là như vậy. Vâng ạ, ở đây dòng sản phẩm mang tên trà Hòa Tan Tiên Rút giúp chúng ta được điều gì?
Điều đầu tiên sản phẩm này sẽ giúp cho chúng ta đó là sẽ giúp tuyến yên chúng ta khỏe mạnh và giúp kích hoạt tăng trưởng hormone của tuyến yên và hỗ trợ điều chỉnh điều tiết của 8 tuyến nội tiết trong cơ thể. Đây là một dòng sản phẩm đầu tiên cũng như là duy nhất trên thị trường Việt Nam có dòng sản phẩm nó xúc tác đến tuyến yên và tác động đến tuyến yên của chúng ta. Tuyến yên của chúng ta người ta ví như một vị nhạc trưởng. Ví như một vị nhạc trưởng và tuyến yên của chúng ta có hai thùy, thùy trước và thùy sau. Tuyến yên nó có một kích thước rất là nhỏ, nhỏ như một hạt đỗ, nằm ở sau xương cánh bướm của mũi và chọc thẳng từ đây vào. Và khi lá bổ của chúng ta để muốn truyền thông tin gì, hoạt động nghĩ gì, hành động thì phải truyền qua tuyến yên. Nhất là tuyến yên thùy sau của chúng ta. Tuyến yên thùy sau chúng ta có màu xanh nhá. Tuyến yên đấy là một có một nhiệm vụ rất là lớn lao là điều chỉnh, điều khiển truyền thông tin của 50.000 dây thần kinh Gordon. Chứ không phải dây thần kinh trung ương ạ, dây thần kinh cổ đo. Tất cả cơ thể chúng ta muốn hoạt động như thế nào thì do tuyến yên vận chuyển. Giống như một cái cục mà ổ điện wifi ở ngoài cột điện kia cho cả xóm ấy. Nếu mà bị nước mưa vào mô ve là cả xóm là wifi cứ chập chờn. Chúng ta cũng vậy. Vâng, và tuyến yên thì sau chúng ta có tác động cao nhất là về hormone của tuyến thượng thận và tuyến tử cung. Vậy khi chúng ta đang ăn quá nhiều thịt, ăn ít rau so với quy luật của loài người, ăn sai với lại y học thực dụng, ăn sai với động vật hay con người. Con động vật ấy, ví dụ như là cái nhóm động vật răng nhọn, đó là con hổ, con báo, con gấu, con cá sấu, cả đời nó có thể 45 lần thay răng, mình nhổ có lại mọc. Đó. Nhưng mà con trâu thuộc dạng nhóm răng bằng, cả đời nó không thay răng, thâu răng. Có đúng không ạ? Con trâu chưa chịu ăn cỏ, đói chết không ăn thịt, con hổ chưa ăn thịt, đói chết không ăn cỏ. Thức ăn nào, dinh dưỡng nào nó ăn nguyên chuẩn. Thì con người ta là động vật bậc cao hơn. Động vật bậc cao hơn thì sao ạ? 70% răng bằng, 20% răng cắt là có 8 cái răng cửa, và 10% răng nanh, răng nhọn, đó là có 4 răng nanh. Vậy chúng ta chỉ được tiêu chuẩn ăn có 10% là thịt, 20% ngô khoai bánh mì và 70% rau và hoa quả. Nhưng từ khi chúng ta có điều kiện nhiều quá, cách đây khoảng mười mấy năm sinh ra cái tủ lạnh và có rất nhiều dự trữ thịt, em chưa nói về vấn đề khác. Có đúng hay rất đúng ạ? Vậy chúng ta hãy quay trở lại nhiều hơn. Vì vậy khi chúng ta ăn quá nhiều thịt thì liên quan đến vôi hóa lao lâu tuyến tùng của chúng ta là con mắt thứ ba, thì tuyến yên của chúng ta cũng bị suy bị viêm. Khi tuyến yên bị suy bị viêm thì không điều chỉnh được hormone tử cung và hormone tuyến vú. Vậy người Việt Nam chúng ta đang bị ung thư tuyến vú và ung thư cổ tử cung cao nhất thế giới 5 năm trở về đây. Đúng không ạ? Và tuyến giáp của chúng ta thì tuyến giáp của nữ ai ai cũng sợ, không phải đi cắt, ai ai cũng phải gì. Có đúng không ạ? Nhưng tuyến liên quan đến tuyến giáp nhiều hơn là liên quan chúng ta đang thừa iốt thôi. Thì em sẽ giải thích sau. Vì vậy là tuyến buồng trứng, chị em phụ nữ cũng bị mãn kinh sớm, rối loạn, có khi 2 tháng một lần, 3 tháng một lần, có khi ra ngày hôm nay ra ào hạt, ngày mai nhỏ giọt và dây rớt vón cục rất nhiều ở độ tuổi rất trẻ. Và nam giới thế ạ? Ở độ tuổi bị yếu sinh lý, mất cân bằng sinh lý ở nam giới không phải là ở tuổi 45 hay 50 nữa, mà đang ở tuổi từ 18, 20 cũng đã bị rồi, do bị nhiễm độc. Đó. Và tuyến giáp, tuyến da, tuyến gì ạ? Tuyến cơ, tuyến xương, tuyến thượng thận, tất cả các tuyến này là hormone được sinh ra. Khi chúng ta cơ thể chúng ta mất cân bằng hormone thì chúng ta sẽ bị rối loạn chuyển hóa, đúng không ạ? Ăn không hấp thu được, có nhiều con của là ôi rồi nó giống ông nó, ăn cả thế giới cũng không béo được, do mất cân bằng của tuyến yên, mất cân bằng hormone, vậy là không thể béo được, đúng không ạ? Khi chúng ta được hormone tăng trưởng được sinh ra rồi thì chúng ta có cơ thể chúng ta là một bộ máy thông minh, nó sẽ tự điều trị, điều tự điều trị hormone đó. Vâng, và khi được tất cả hormone của các tuyến này được sinh ra thì tốt rồi, thì chúng ta giúp chúng ta trao đổi tốt hơn. Vậy có rất nhiều các chị mà bây giờ mà như ví dụ như cô mà bây giờ buổi sáng mà ăn bát phở, mà lúc nào khoảng 1 giờ chiều mà không được ăn mà phải làm việc là tụt huyết áp, đúng không ạ? Hoa mắt, bùn bùn trên tay. Nhưng khi chúng ta vẫn ăn một bát phở, uống một cốc trà thôi, đến 1 giờ chiều không đo chỉ đói thôi, không tụt huyết áp, không mệt nữa, làm rất khỏe luôn. Đó, đó là khi chúng ta giúp được. Và nữa, và khi chúng ta giúp được trao đổi chất tốt rồi thì cơ thể của chúng ta cũng chuyển hóa lipid trong máu tốt hơn. Và nhất là các những người mà đang thừa cân thì chúng ta đang bị mô mỡ lâu. Mô mỡ lâu là gì? Mô mỡ lâu nhiều người đó ăn ít nhưng vẫn béo, những người đó bị thận là một,
những người đó là mô mỡ đâu, là trong mỡ có độc tố, thì nó giúp đào thải được lượng nước trong mỡ ra và mỡ chúng ta sẽ săn chắc được. Vâng, và khi chúng ta được cân bằng lipid rồi thì sẽ cân bằng về chuyển cân bằng về dinh dưỡng. Khi cân bằng dinh dưỡng thì sẽ cân bằng về nội tiết. Vì vậy ở đây Tuyến Yên người ta ví như một vị nhạc trưởng của hệ nội tiết. Vâng, ở đây hệ nội tiết của chúng ta cũng như là Tuyến Yên của chúng ta, Tuyến Yên của chúng ta ví như một cái bộ điện của một chiếc xe máy để nó truyền thông tin, đúng không ạ? Muốn đề xe, muốn nổ đều phải có điện. Còn đây chúng ta tập trung xem, vâng, đây là trà giúp cho chúng ta hộp trà này. Vâng ạ, công dụng thứ hai, ở đây công dụng một bộ điện của chiếc xe máy thì có bộ động cơ không anh? Có đúng không ạ? Có bộ động cơ thì chúng ta xem bộ động cơ của chúng ta đây là gì ạ? Tim, dạ dày, phổi, thận và gan, đúng không ạ? Đây có phải là tương sinh không ạ? Mà có tương sinh thì sẽ có tương khắc, đúng không ạ? Đây về ngũ hành này, ngũ hành tương sinh này của bên ngành Đông y có thể có 3.000 năm trước. Nhưng để mà học về ngũ hành này không thôi thì một tuần em Dũng có thể chia sẻ một tuần mới hết về cái này ạ. Giải phẫu về ngũ hành ạ, một tuần mới hết được ạ. Rất sâu về nó luôn. Một dịp nào đó trên Zoom nếu các chị mong muốn em Dũng sẽ dạy trên đó. Chắc phải mất 4 buổi Zoom đấy mới hết được. Vâng, ở đây thì sao ạ? Ở đây dòng sản phẩm ta là gì? Giúp hỗ trợ chúng ta là đào thải độc tố lục phủ ngũ tạng và thanh lọc cơ thể. Ở ngoài kia một số dòng sản phẩm nào đó hay một bác thuốc đông y, không biết ở đây có bác đông y nào không hay tây y, nhưng cho em xin lỗi vượt mặt một chút. Ngày hôm nay ở đây chúng ta có vấn đề gì? Có bệnh là phải đến bác sĩ tây y, cấp cứu cấp tính phải đến tây y, đau quá phải đến tây y để tiêm giảm đau, chứ không được không, được chưa ạ? Nhưng bác sĩ tây y giỏi là cành nào sâu là ta cắt luôn, đúng không ạ? Vâng, bác sĩ đông y là có sâu không cắt mà là bắt sâu điều tiêu diệt sâu bọ. Nhưng cả đông y và tây y không có ai chăm sóc gốc rễ, đã không nhặt cỏ không bón phân, đúng không ạ? Có sống thì cũng không có trái, có trái thì cũng không ngon, gió cũng rụng, có đúng không ạ? Cơ thể con người của chúng ta cũng vậy thôi. Vì vậy là rất nhiều dòng sản phẩm đâu đó để đào thải độc tố đường tiêu hóa này, đào thải độc tố trong máu này, rồi đào thải độc tố phổi này, rồi đào thải độc tố trong thận này, rồi đào thải độc tố trong gan này. Nhưng không có một cái sản phẩm nào kết hợp đào thải và hỗ trợ thanh lọc đồng thời cùng một lúc tất cả và tận gốc luôn. Nhưng chưa có dòng sản phẩm nào đào thải xong rồi bổ sung cho nó đầy đủ được. Thì chúng ta cùng nhau lắng nghe xem ở đây sản phẩm này có cái gì giúp cho tim của chúng ta. Tim cần vị đắng. Vậy rất nhiều anh chị không ăn đắng. Những người mà thường bị huyết áp thấp hoặc người thiếu máu thì gần như không ăn cái gì đắng cả, rất sợ đắng. Nha. Nhưng những người huyết áp thấp ăn các vị đắng là đắng hàn hay đắng khét? Người huyết áp thấp phải ăn đắng khét. Đắng khét là các loại đắng sao cháy, ví dụ như là kẹo đắng này, cơm cháy này, hay là các cái đinh năng hay là khổ qua mà rang cháy thì dành cho người huyết áp thấp. Người huyết áp cao không được dùng, nó sẽ càng tăng huyết áp. Người huyết áp cao phải ăn các vị đắng là đắng tươi, mướp đắng tươi này, ngải cứu tươi này, các thứ vị đắng đấy thì huyết áp nó lại không lên, được chưa? Vâng, và những cái gì thuộc về nhóm màu đỏ, tại sao tim màu đỏ, máu màu đỏ, thì những cái gì thuộc về màu đỏ tốt cho tim, có đúng không ạ? Rất là nhiều thứ, từ gốc này rồi là táo đỏ này, nho, dâu, tất cả các loại đấy, thì tử đều là đỏ, đúng không ạ? Nhưng tim lại sợ mặn. Tại sao sợ mặn ạ? Bởi khi chúng ta ăn mặn nhiều quá thì máu sẽ đông đặc lại, nó dây máu, tim không thể bơm được, nên là tim sẽ bị nóng và bị o máy giống như chiếc máy. Vâng, thì có sản phẩm gì ạ? Chúng ta không thể ăn nhiều các cái màu đỏ được cho tim. Chúng ta không thể ăn nhiều được vị đắng vì chúng ta còn cơm áo gạo tiền không thể làm được. Thì trong sản phẩm này có đông trùng hạ thảo, Tây Tạng giúp chúng ta lưu thông máu, tuần hoàn máu, bảo vệ tủy xương và hỗ trợ sản sinh ra, đó là tế bào gốc, hay chúng ta gọi là hầm cầu, tiểu cầu và bạch cầu. Khi tủy xương được khỏe mạnh, được tốt rồi thì có phải là những người loãng xương, xốp xương, hoại tử xương, ung thư xương, tế bào hủy xương, đúng không ạ? Đều được cải thiện. Khi xương chúng ta được cải thiện rồi thì tủy xương, tủy sống sẽ hỗ trợ để sản sinh ra tế bào gốc, đó là máu. Vì vậy những người thiếu máu, ung thư máu
hay có máu bẩn thì hỗ trợ rất tốt. Vâng, còn dạ dày thì sao ạ? Dạ dày phải cần vị ngọt thì chúng ta đang sợ ngọt. Người béo thì ăn sợ tiểu đường, sợ tăng cân, đúng ạ? Nhưng chúng ta ăn quá nhiều đường, vị ngọt của đường đa chứ không phải đường đơn thì sản phẩm chúng ta có gì ạ? Sản phẩm chúng ta có đường dextro là một loại đường đơn để giúp cho chúng ta gì năng lượng hơn, làm ấm dạ dày hơn và giúp chúng ta chuyển hóa tốt hơn. Ở đây chúng ta chỉ cần chứng minh ạ. Nếu như trưa nay chúng ta ăn thật nhiều vào, xong ta uống một cốc nước đường hay ta uống một cốc chè là ngủ dậy là lại đói bụng luôn ạ. Nó tiêu được luôn ạ. Còn một ngày mai mình cũng ăn no như vậy, mình không uống chè, không uống đường, ngủ dậy là bị đầy bụng. Có rất khó ngủ ạ. Chúng ta không muốn hiểu là sao ạ? Bởi vì trong tế bào nhân, tế bào chất của chúng ta, tế bào chất để nuôi tế bào nhân, tế bào chất của chúng ta là gì ạ? Đó là đường là một, nước là hai, omega 3, đó là mỡ. Nhưng chúng ta ăn quá nhiều thừa mỡ rồi, đúng không ạ? Đường và nước thì chúng ta đang thiếu quá nhiều nước. Nước với điều kiện chúng ta phải uống nước lọc chứ không phải nước đun sôi để nguội. Nước đun sôi để nguội là nước chết, không phải là nước lọc. Vậy rất nhiều cô chú đây là linh chi, cỏ nhọt, trà đen rồi hoa tam tất uống cả ngày cả tháng luôn, uống xong huyết áp vẫn thế, đúng không ạ? Vậy uống nước đun sôi là không được. Các loại đó người Trung Quốc vẫn nói là người Việt Nam sống trên thuốc mà chết trên thuốc. Vì vậy mỗi một ngày chúng ta chỉ uống được một ly thôi. Chúng ta sáng ra ăn cơm xong chúng ta chỉ cần uống một ly chè tươi mỗi sáng này, uống trong vòng 6 tháng. Chống lão hóa, chống ung thư, chống đột quỵ và máu được lưu thông, ngủ ngon hơn, không đi tiểu đêm nữa. Chỉ cần uống chè tươi thôi, sau bữa sáng một cốc thật đặc, cả ngày không uống nữa. Chứ không được uống nhiều. Còn đâu ngày chúng ta uống nước lọc, bởi cơ thể chúng ta cần nước lọc. Trong nước lọc thì có khoáng, có kiềm, có phân tử nhỏ, có chất chống oxy hóa. Nhưng nếu nước chúng ta đun rồi là một loại nước chết, không còn giá trị nữa, chỉ có tác dụng 20%. Và uống bao nhiêu đầy bụng, một uống nước đun sôi nhiều quá, uống nước chè nhiều quá, đối với nam giới uống nước chè nhiều quá sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang và bị vôi hóa đường, vôi hóa tuyến tiền liệt. Đó nhá, chúng ta cần phải uống nước lọc chứ không phải nước đun sôi, được không ạ? Và phổi của chúng ta thì cần gì ạ? Phổi chúng ta cần vị cay thì rất nhiều người không ăn cay. Ớt không ăn, quế không ăn, rượu không uống, đúng không ạ? Rồi tiêu không ăn, cay quá. Nhưng lại không ăn tỏi, không ăn gừng, không ăn sả. Cay hàn và cay nhiệt. Cay nhiệt là các loại quế, ớt, tiêu, rượu. Đấy là cay nhiệt. Uống ăn vào thì hỏng tất cả bộ phận này luôn. Nếu như chúng ta mà ăn cay hàn, cay hàn là củ cải, có cay không ạ? Rau cải cay không ạ? Hành có cay không ạ? Tỏi có cay không ạ? Những cái vị cay đấy rất tốt cho tất cả lục phủ ngũ tạng này, đúng không ạ? Tại sao thời Covid người ta chỉ khuyến cáo, có nhà khoa học khuyến cáo chỉ chúng ta chỉ ăn các loại đấy thôi đã giải quyết được rồi, nhưng chúng ta không ăn, đúng không ạ? Vâng, ở đây khi phổi chúng ta cần vị cay, thích màu trắng, sợ khói bụi, đúng không ạ? Không khí phải lưu thông. Vâng, ở đây chúng ta không thể làm được điều này. Cơ máu gọng tiền thì trong sản phẩm này có thành phần sâm maca để giúp chúng ta tạo lượng oxy trong cơ thể và oxy trong động mạch phổi. Thay thế vào đó, được không ạ? Và đây ạ, vâng, gan chúng ta cần gì ạ? Gan chúng ta cần vị chua. Gan cần vị chua, thích màu xanh, sợ cay nóng. Vậy là gan luôn bị dặn chúng ta, các thầy u rồi là các nhà thuốc phải là nôn gan, phải mát gan, uống thuốc bổ gan, mát gan, đúng không ạ? Nhưng diếp cá, rau má có phải để giúp mát gan không ạ? Nhưng chúng ta làm thì chúng ta uống hôm nay uống cả chai cả lít, nhưng mà sau vài nữa chẳng uống nữa. Bởi vì ngày nào cũng phải cần giải quyết mà, đúng không ạ? Vâng, thì sản phẩm chúng ta không thể hàng ngày ta phải ăn được như vậy. Thì trong sản phẩm chúng ta có thành phần gì? Đó là tinh bột cốt chanh giúp chúng ta bổ sung vitamin C, đúng không ạ? Làm mangan và hỗ trợ đào thải độc tố và thanh lọc cơ thể và tăng hệ miễn dịch. Có đúng hay rất đúng ạ? Bởi vì sao ạ? Ngay thời Covid, đúng không ạ? Chúng ta này ăn tỏi là một này, ăn gừng, sông gừng là hai này, sông xả là ba này, đúng không ạ? Ớt là bốn này, ăn uống nước chanh đường để tăng hệ miễn dịch này, đúng không ạ? Toàn những cái đó thôi. Nhưng ở trong đây cái điều tuyệt vời là cái gói hộp sản phẩm thì nó có đủ cho chúng ta luôn. Vâng, và thận cần gì ạ? Thận cần vị mặn. Thận cần vị mặn, thích màu đen, sợ ngọt. Vì vậy thận cần phải khỏe. Được, nếu chúng ta không ăn mặn thì thận... À đúng,
Vâng, thì ở đây chúng ta làm gì ạ? Chúng ta mà ăn nhạt thì khó ăn, đúng không ạ? Nhưng chúng ta ăn nhạt. Và trong sản phẩm này chúng ta có lấm tích dương để bổ sung cho chúng ta là bổ thận tráng dương, giúp cho hệ sinh sản nam và nữ. Ở đây có ai chúng ta hiểu không ạ? Ăn mặn thận cần mặn. Chúng ta có nhìn chữ tương sinh không ạ? À tương khắc không ạ? Có đúng không ạ? Rồi, tại sao tim màu đỏ, tại sao dạ dày màu vàng, tại sao phổi màu trắng, tại sao thận màu đen và tại sao gan màu xanh? Những cái gì máu của chúng ta phải màu đỏ, đỏ hồng, đỏ đẹp thì máu mới là máu đẹp, thì tim mới khỏe, đúng không ạ? Vâng, dạ dày chúng ta là phải có dịch dạ dày màu vàng. Nếu như ai mà không có dịch dạ dày là ăn cái gì cũng bị sót ạ, đau dạ dày, đó là hệ men xin. Thứ ba, phổi chúng ta dịch phổi phải màu trắng. Ai mà ho mà khạc ra dịch mà dịch màu xanh màu đỏ thì thôi chuẩn bị tiến cung rồi, đúng không ạ? Vì vậy dịch phải màu trắng, thận phải màu đen. Nếu như chúng ta thận của chúng ta mà chụp chiếu lên mà không phải đen đen gì thì thận có nghĩa là đang bị lang thận rồi. Vâng, gan của chúng ta có phải là mật của chúng ta màu xanh không ạ? Xanh đẹp, xanh tươi, xanh đen là có axit, mà xanh nhạt là thiếu huyết thanh, thiếu chất. Vậy bắt buộc chúng ta phải màu xanh, đúng không ạ? Những thứ máu màu xanh ở đây là gì ạ? Máu màu xanh là gì? Giết cá, rau má này, chùm ngây này, rau ngót này, đúng không ạ? Vỏ lá dứa này, vỏ dưa chuột này. Đấy, những cái đấy cực kỳ tốt cho gan của chúng ta mà chúng ta không ăn, có đúng không ạ? Vâng, và ngày hôm nay chúng ta không thể làm được điều đó thì chúng ta nhìn xem tương khắc nhé. Tương khắc này, nếu như tim chúng ta cần bị đắng mà chúng ta ăn nhiều đắng quá là phổi không thở được. Mọi người cứ thử xem nhé, ăn nhiều đắng quá là phổi không thở được ạ. À, nếu như ngày hôm nay ăn nhiều đường quá mà nhất là đường đa thì là sao ạ? Thận sẽ không lọc được, đúng không ạ? Thận không lọc được dẫn đến là bị phù lề. Vâng, nếu như ngày hôm nay ăn cay nhiều quá, cay mát không sao, cay hàn không sao, cay nhiệt, cay nhiệt ví dụ như là từ ớt, từ tiêu, từ quế, từ rượu thì gan sẽ bị nóng, có đúng không ạ? Nếu như ngày hôm nay chúng ta không ăn mặn thì thận không lọc được, nhưng ăn mặn nhiều quá thì tim lại sợ đau, đúng không ạ? Nếu như chúng ta không ăn chua thì gan không mở cửa gan được lúc 11, 12 giờ đêm để đưa máu về, gan là tàng huyết. Thì nếu như ăn chua vào thì đau dạ dày. Thế làm thế nào ạ? Chúng ta ăn đúng, ăn đủ thôi, được chưa ạ? Hôm có một anh bảo, sao thì chú nói bây giờ thận người ta bảo ăn mặn là hại thận. Chúng ta không được ăn quá mặn. 11 năm trước thì chúng ta đang được Bộ Y tế khuyến cáo là chúng ta đang thiếu iốt. Thiếu iốt thì sinh ra một loại, đó là suy, đúng không ạ? Nhưng tại sao ạ? Ngày hôm nay chúng ta không có vận động, mồ hôi của chúng ta có phải là muối không ạ? Có mặn không ạ? Có phải thừa không ạ? Có ba đường đào thải, một là đường lỗ chân lông, đường mồ hôi, hai là đường tiểu tiện, ba là đại tiện. Nhưng đường mồ hôi của chúng ta không đẩy được. Vậy những người nào mà huyết áp cao, chúng ta huyết áp cao là một, da bị sạm là hai, bít tắc là ba. Chúng ta đi sông một tháng 8 lần đi để cho tất cả lỗ chân lông chúng ta mở ra. Và uống trà này 4 gói một ngày sắp đi sông. Sau 8 lần thôi, da đẹp, người khỏe, huyết áp hạ, uống nước lọc. Có gì đâu ạ? Còn những anh chị uống huyết áp đi đến bệnh viện này, bị cái bệnh gì ạ? Rối loạn tiền đình. Ở đây có ai hiểu về bệnh rối loạn tiền đình không ạ? Thiếu oxy nên não mất ngủ, rối loạn tiền đình. Áp suất oxy không đưa được vào não, đau đầu, đi ra gió thì bị buốt, mà đi ra nắng thì bị choáng, cũng rối loạn tiền đình. Sơ cứng động mạch não cũng rối loạn tiền đình, độ co giãn động mạch não kém cũng rối loạn tiền đình, thiếu máu lên não cũng rối loạn tiền đình, tắc tuyến yên cũng rối loạn tiền đình, cái gì cũng rối loạn tiền đình. Uống thuốc chống đông máu, giãn tĩnh mạch, hoạt huyết dưỡng não xong, phút đời. Có đúng không ạ? Để giải quyết ở đây không khó đâu ạ. Đến bên Whitney không những thế giải quyết được mọi vấn đề, mà còn giải quyết cái chính ở đây là được. Khi bị rối loạn tiền đình thì đến Whitney chúng ta còn giải quyết được vấn đề là rối loạn tiền bạc được không? Có đúng không ạ? Đúng hay đâu đúng ạ? Giống như chị này là đang nuôi ba đứa con, đi làm tháng 1 triệu. Bây giờ con bổ đóng học, tuần sau con nghe đứa kia lại mẹ ơi đóng tiền, cả đêm mất ngủ rồi không ngủ được.
đến bác sĩ bị đau đầu cũng rối loạn tiền đình, thì giải quyết tiền bạc đi là xong, được không ạ? Vâng, đó. Vì sao trong sản phẩm này nó lại đem lại cho chúng ta được như vậy? Vì có 7 thành phần trong này, chúng ta đủ cho chúng ta là khoảng 90 vi chất và 60 phụ tố và các vi lượng khác giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Thật ra trong một cái hộp sản phẩm này nó không đến mức được nó nhiều như vậy đâu ạ. Không đến mức nhiều như vậy đâu. Không phải là 90 vi chất đâu ạ. 90 vitamin, 60 khoáng tố đâu. Nhưng chỉ khoảng 4-50 thôi. Nhưng khi dùng sản phẩm này thanh lọc cơ thể đang thải độc tố thì chúng ta ăn mọi thứ được hấp thu tốt hơn. Những thức ăn hàng ngày được thêm một phần nào đó nữa thì chúng ta sẽ tăng lên là đủ thôi ạ. Chứ chẳng có gì cả. Cơ thể chúng ta nếu như nghe em Dũng nói thì có ai có bệnh không ạ? Chúng ta bị thiếu mà, có ai có bệnh đâu. Bây giờ cái thiếu, cái thừa, cái thiếu thì bù vào, cái thừa thì đẩy ra, làm cân bằng thôi ạ. Tại sao sinh ra người đàn ông thì thừa, phụ nữ thì thiếu, đúng không ạ? Chứ ai cũng thừa cả thế nào tao. Sao? Ở đây có các chú các cô biết, cách đây được khoảng 20 năm, các thanh niên đi ra đường ấy là hay thò tay bóp chụp vòng một lắm, có đúng không ạ? Nhiều khi bổ thằng này nó thế nọ thế kia, nhưng không phải đâu. Vốn dĩ từ khi sinh ra là chúng ta là đáng nhẽ là hai vợ chồng, vợ đẻ nhưng mà chồng phải cho bú. Cuối cùng là Chúa mới ban cho một cái thế này, cả hai người không làm việc được thì chết đói. Thế là cho lốt phụ nữ luôn, của đàn ông thừa một cái không cho thừa hai cái. Thế là cho phụ nữ lốt, thì nhiều khi đàn ông hồi đó họ thiếu hiểu biết mà. Thế là họ cứ kiểm tra thôi, họ thật lòng họ kiểm tra xem có phải của mình hay khác thôi ạ. Vâng, vì vậy đây là cái dòng sản phẩm đó như vậy. Vâng ạ, ở đây em cũng muốn nói là, vâng, những anh chị ngồi đây là chúng ta đã nhận ra được cái giá trị cuộc sống, chất lượng cuộc sống và tốt, chưa tốt thì ở chính chúng ta. Có phải không ạ? Chất lượng cuộc sống tốt hay không tốt ở chúng ta hay là ở bố, ở mẹ ạ? Có phải chúng ta không ạ? Rồi, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây đúng không ạ? Vâng, đã được nghe rồi. Thì đây chúng ta muốn, đây có một cái hình tròn, nó phải rất là tròn chỉnh đúng không ạ? Sinh ra là chúng ta hoàn thiện mà. Khi lớn lên thì bị khuyết hết chỗ nọ đến khuyết chỗ kia, đúng không ạ? Vâng, điều đầu tiên muốn có một cái hình tròn tròn chỉnh cho cuộc sống thì chúng ta phải có gì ạ? Có tài chính, có đúng không ạ? Thế nào tài chính này đổi cho mình sinh ra con nhà nghèo làm gì có tài chính, đúng không ạ? Nhưng muốn có tài chính thì có cái gì ạ? Phải cần có gì ạ? Đó là phải có sức khỏe. Có sức khỏe thì mới làm được, đúng không ạ? Thì muốn có sức khỏe thì phải có cái gì ạ? Có gì ạ? Có tình yêu thương. Muốn có tình yêu thương thì chúng ta phải có gì ạ? Có sự phục vụ. Yêu thương mà không phục vụ thì gọi là yêu thương không ạ? Không, không phải yêu thương, đúng không ạ? Muốn phục vụ được người khác thì chúng ta phải là gì ạ? Có tính hy sinh và cho đi. Không hy sinh có phục vụ được không ạ? Phải không anh? Không, đúng không? Không cho là ích kỷ rồi, làm sao phục vụ được? Vâng, thì muốn phục vụ được cho đi người khác thì phải hy sinh, đúng không ạ? Muốn hy sinh thì phải có thời gian, đúng không ạ? Muốn có thời gian thì chúng ta phải chọn người chọn nghề hay nghề còn chọn người ạ? Người chọn nghề, đúng không ạ? Không phải nghề chọn người. Vì sao ạ? Chúng ta đã làm một công việc gì đó, hay ngày hôm nay chia sẻ đây cũng là một công việc, đúng không ạ? Muốn để hiểu được nó, chúng ta phải dấn thân vào nó, trải nghiệm. Trải nghiệm quyết tâm, trải nghiệm đứng đắn, trải nghiệm rõ ràng, trải nghiệm cụ thể. Trong 90 ngày cho em khẳng định 90 ngày mà trải nghiệm đúng 90 ngày cụ thể toàn diện thì em khẳng định đó mới là cái mà mình chọn nghề. Chứ còn trải nghiệm được 3 ngày hờ hợt ứng ngờ thì tất cả mọi thứ nó giống như một con trâu ấy, đúng không ạ? Con trâu ăn cỏ không ăn thịt, rất tốt tính, rất lành tính, rất khỏe, kéo hàng tấn lúa đi cày suốt cả đời, nó cày hết thửa ruộng nọ đến thửa ruộng kia, nhưng khi hết cuộc đời nó cũng không sở hữu được một thửa ruộng nào. Cũng giống như chúng ta làm hết nghề này 1 năm 2 3 công việc, cuối cùng cũng chẳng được thành công ở chỗ nào cả, mà càng ngày càng lụi đi. Còn đúng hay rất đúng ạ? Rất đúng hay sợ tay nói đúng nhỉ? Để xem ngày mai chúng ta chọn nghề hay là nghề. Vâng, cảm ơn một chú chị. Vâng ạ. Ở đây có phải là một cái bánh xe cuộc đời không ạ? Đúng không ạ? Nhưng còn thiếu cái gì ở đây ạ? Cái bánh xe này ạ? Đã là bánh xe là phải tròn rồi. Mình hình tròn thì thiếu cái gì ạ?
Cái tâm hay cái trục ạ? Trong cái tâm là phải có cái trục. Có đúng ạ? Chỉ là cái tâm không thì ai cũng có mà. Nhưng không cho cái trục thì cái xe bánh xe lái về đâu ạ? Anh cầm bánh xe anh lăn vắt không biết nó đi về đâu luôn. Đúng không ạ? Chỉ rơi một viên bi thôi là không lái được rồi. Đúng không ạ? Vâng, ở đây ngày hôm nay bao nhiêu cô chú anh chị đã được nghe ở đây rồi. Chúng ta quyết định ngay từ ngày hôm nay để chúng được thay đổi, để chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thì chúng ta là gì ạ? Có phải là hãy chải đầu khi còn tóc trên đầu đúng không ạ? Đến lúc mà không còn tóc thì nhìn thấy được vào nhà tắm nhìn thấy chỉ muốn đi thôi. Vâng, và người ta đã từng nói rồi, hãy đánh răng khi chúng ta đang còn răng. Cái răng, cái tóc là góc con người. Vì vậy là chúng ta hãy đánh răng đi. Và có rất nhiều các anh chị đến khi muốn đánh răng đã mất nửa hàm rồi. Có đúng không ạ? Vâng, và hãy gì ạ? Hãy chăm sóc sắc đẹp khi đang còn đẹp. Bạn đã dùng sản phẩm chưa? À, mới gì? Thế hôm nay nghe rồi thì em có lên nó không? Sản phẩm này là dùng này, lam thì sung, lực thì sinh. Khẳng định tuyệt đối luôn. Hãy làm đẹp khi chúng em đang còn đẹp. Có đúng không? Vâng. Hãy đi bộ nhiều hơn khi chúng ta còn có thể đi được. Vậy rất nhiều người muốn đi bây giờ không đi được nữa. 65 tuổi về hưu rồi, tiền nhiều rồi, biệt thự có rồi. Hai vợ chồng chốc tay nhau, chồng đá bên trái, vợ đá bên phải. Sướng hay rất sướng ạ? À? Rất sướng bởi vì cảnh đấy được nhiều người quay. Được không ạ? Vâng, và đây ạ, hãy chăm sóc sức khỏe khi chúng ta đang còn khỏe. Đúng hay rất đúng ạ? À? Cả nhà ta ngồi đây có phải đang còn khỏe đúng không ạ? À? Vâng, sau ngày hôm nay có phải chúng ta chăm sóc sức khỏe luôn được không ạ? À? Hãy giơ tay nói tôi ra nào. Vâng, cảm ơn ông chủ tịch. Vâng, và hãy làm lấy cơ hội ngay có thể. Đây là một cơ hội để chúng ta chăm sóc sức khỏe. Đúng không ạ? Và đừng đợi đến khi phải nói hai từ giã như. Đúng không ạ? Và cứ đợi, đợi rồi đến lúc mà đã muộn. Có thể sau ngày hôm nay cũng có một số cô chú anh chị nào đó không dùng sản phẩm, không trải nghiệm, không chăm sóc. Nhưng một ngày biết thế, cách đây 6 tháng mình nghe thằng Dũng thì cũng hay nhỉ? Đỡ bây giờ phải đáo bơ. Có đúng không ạ? Chưa chắc là có khi chỉ 3 ngày sau thôi cũng có người ngày hôm nay 3 ngày sau đã đáo bơ rồi. Đó. Và ở đây thì Dũng muốn nói, hôm qua là có bao nhiêu cô chú chị là ngày hôm qua có em Dũng ạ? Gặp em Dũng ngày hôm qua ạ? Ai là người ngày hôm qua gặp em Dũng ạ? Rồi, 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Rồi, tất cả những người này giữ bí mật. Có 5 thứ trên đời không thuê, không mua, không bán, không cho, không tặng và có rất nhiều tiền, không làm gì được. Người ta nói là tiền không mua được, nhưng có những thứ không mua được bằng tiền, nhưng mua được bằng rất nhiều tiền. Và ai giải được 5 câu đố này cho trên và giống trên màn hình này, giống sẽ tặng 10 hộp sản phẩm. Trị giá là 13, 12 hộp sản phẩm, 2 lot đi, bằng 13, 14 triệu đi. Chúng ta hãy giữ kín những người ngày hôm qua nhá. Mình mà không chơi xấu đâu nhá. Được không ạ? À? Ai giải được 5 câu này ạ? À? Em xuống mở 12 hộp sản phẩm bằng 2 lot ạ. À? Em bật mí cho một cái ạ. Có rất nhiều tiền không thuê được người đau thay mình. Có đúng không ạ? Hôm qua đi rồi không chơi nữa. Không. Không, hôm qua đi rồi là không chơi nữa. Mình phải chơi đẹp chứ. Mình là người khỏe, người đẹp, mình là người thông minh, mình phải chơi đẹp. Chơi xấu thì ngang thế này. Chơi xấu là mắc bệnh luôn. Được không ạ? Còn 4 câu nữa. Tăng lên thành 15 hộp. 10 câu này các cô, các chú nha, đã thường là dạy con nhá. 10 cực kỳ giá trị luôn. Đã. Giấc ngủ có tiền chúng ta dùng sản phẩm này cải thiện được giấc ngủ. Đúng không ạ? Có rất nhiều tiền cũng không mua được ạ. À? 15 hộp rồi ạ? À?
người tài chính rồi em. Có sức khỏe là có tài chính mà, người khỏe vẫn cứ làm đó. Đây bởi những thứ ở đây là có rồi nhá, nó không nằm trong những thứ này đâu ạ. 17 hộp ạ. 20 hộp đi. Đủ 2 lót 24 hộp ạ. 2 ạ, 2 là người ạ. Cái này là chúng ta đều biết hết nhá, chứ không phải em Dũng đâu ạ. 24 hộp 4 lót đấy ạ. Thầy, okay. Em rồi bật mí câu nữa, xuống 15 hộp. Còn có 3 câu mà. Có tiền, có rất nhiều tiền, không thể thuê người tập thể dục thay bạn được. Có đúng không ạ? Còn có 3 câu ạ. 3 câu ạ. Đó. Em đọc mà có tiền là học được. Đúng không? Không, vẫn được. Thuê người làm việc là thuê người học. Dạ, nhiều giáo sư tiến sĩ học xong 3 cái bằng đại học đến làm thuê cho một thằng học lớp 2 làm giám đốc. Có đúng không? Cần gì đâu, có tiền có trí là. Nhưng thằng không học được học lớp 2 đến lớp 9, không có ai thuê thì đi làm vất vả, thì quyết tâm phải kinh doanh để làm giám đốc, thuê người học cao hơn mình về làm cho mình. Dạ. Anh đã bị ốm đau rồi thì nó giống như vậy thôi, nó nằm trong đó rồi. Đã đau rồi thì ăn làm sao được nữa. Dạ. Mời chị. Cứ được không? Chị cứ đứng này, lên đây, chị lên đây, chị lên đây. Hai mươi triệu đấy, 20 triệu đấy, 15 hộp 20 triệu. Nhớ nha. Ý là xin thưa tất cả hội trường, ý là chúng ta có tiền cũng không mua được sức khỏe, mấy này mình đấy. Mấy có nhiều tiền cũng không mua được bố mẹ. Rồi, cứ đọc nói nhỉ. Wow. Vâng ạ, à, tặng cho chị vào một tràng vỗ tay được không ạ? Rất là cần đúng đúng không ạ? Vâng. Ở đây có Tâm rồi ạ. Đạo đức thì ở nhà trường, cái môn giáo dục công dân bây giờ là xếp cuối cùng, không cần thi cũng được vào, có đúng không ạ? Môn giáo dục công dân, môn đạo đức ở trường học dạy, có dạy làm người đâu, có môn đạo đức thì không dạy rồi. Thưa tất cả chúng ta ở đây, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hồ Thị Hiểu, năm nay tôi sinh năm 1967. Và lần đầu tiên tôi đến với cái hội thảo này qua cái lời mời của chị Lụa Thiên Thụy. Đâu chị ở đâu ạ? À vâng, vâng ạ. Thì thực tế thì tôi qua cái này nên là tôi tự hiểu, tự luận ra. Vâng. Có 5 thứ trên đời không thuê, không mua, không bán. Thứ nhất là không ai ốm thay bạn, thứ hai là không ai thay bạn. Và theo tôi nghĩ là thứ ba đó là niềm vui, tức là cũng không thể mua, không thể bán và cũng không thể thuê được ai vui thay bạn. Đấy là tôi hiểu như thế. Và cái nữa là thời gian cũng không thể ai thuê mua bán thời gian thay bạn. Và yêu thương là vui rồi ạ. Mình phục vụ người khác là vui được ạ. Và cái nữa là tôi nghĩ đấy là cá nhân tôi nghĩ như thế. Và cái nữa là tôi nghĩ là tình thương ạ. Vâng, cũng có.
này có cái bánh xe cuộc đời là có hết rồi, nó nằm ngoài chỗ này luôn nữa. Vâng, thì được lên đây giao lưu với mọi người thì nhân cơ hội diễn giả thì đang giảm, thì tôi thực ra là tôi cũng đang rất là thất vọng, nhưng tôi cũng chỉ muốn không phải là cắt ngang. Tôi muốn chia sẻ một chút xíu, khoảng 1-2 phút, 1 phút được không ạ? Vâng. Nhân cái cơ hội của cái buổi ngày hôm nay thì thực sự tôi là người được chị Lụa giới thiệu. Tôi không có ý là mình sẽ trở thành một người để chia sẻ hoặc để lan tỏa, mà trước hết tôi là người tiêu dùng. Sau khi thì chị giới thiệu rất là nhiều, nói thực, để cho tôi được nói thực ở cái hội nghị này có được không ạ? Vâng. Hay là để thời gian sau nữa nhỉ? Bởi vì là chị nói luôn, vâng, nói nhanh, nói luôn. Tôi là tôi muốn nói thực, chứ không có ý nói để làm màu, nói để thế này thế nọ. Trong đầu tôi thì tôi nghĩ đây là một hiện tượng theo mình hiểu là đa cấp, tức là theo cái hình cho lón xuống. Và cái này thì tôi cũng nghĩ, tôi cũng tìm hiểu trên sách báo rất là nhiều, nhưng mà tôi không bao giờ tin theo. Đấy là tôi nói thật như thế. Tôi cứ nghĩ là phải vào khoa học, phải vào bệnh viện, phải là một cái gì rất thật và được kiểm chứng. Thế khi mà tôi tìm hiểu, khi mà chị Lụa chị giới thiệu cho tôi thì chị bảo thôi được rồi, em không tin cũng được, nhưng chị cứ đưa cho em một hộp sản phẩm của chị, em dùng hàng tạo. Khi tôi dùng được đến 1-2-3 gói, tôi gọi điện và tôi nói chị không ra gì cả. Của chị vơ vẩn, chị đưa cho em một sản phẩm, nó đau không thể tưởng tượng được. Và tôi cảm giác như là chị cứ động viên tôi thì thôi, em không dùng. Thế và khi tôi dùng chị cứ bảo cố, thì đúng là mỗi một ngày tôi phải uống một cái viên Tamon Extra đấy ạ. Vâng. Để giảm đau, ngày nào tôi cũng phải uống một viên như thế. Trong vòng 5 ngày thì nó hết, thì tôi cai được cái đấy, không phải dùng cái Tamon đi nữa. Thì thực sự là sau 5 ngày, 4 ngày thôi, mà không hiểu người ta cứ bảo sao tôi nhanh thế, nhưng tôi thấy tâm hồn tôi cực kỳ thoải mái, con người tôi rất nhiều năng lượng, kể cả đấy là tôi nói rất thật. Vâng ạ. Vâng. Tạm ơn chị một tràng một tay. Không có ý là quảng cáo cho cái sản phẩm này, và ngay bây giờ con gái tôi đang có bệnh về tuyến giáp. Vâng. Thế nhưng tôi nói thế nào cháu nó cũng không nghe. Mẹ vớ vẩn, mẹ mang tiếng là người hiểu biết mà mẹ lằng nhằng này nọ. Thế bây giờ ý của tôi muốn ở đây, nếu như các bạn đã, hoặc là những nhà diễn giả đấy, tôi không biết gọi là gì, tôi gọi nôm na như vậy. À. Thì có một cái gì để chứng minh cái này đã được kiểm chứng về mặt khoa học. Tặng cho chị và chàng một tay được không ạ? Tí nữa em sẽ có đủ giấy tờ chứng minh cho chị. Nhá, giấy tờ chứng minh có dấu đỏ. Không, em thì đã được các bạn cho em nói, để được có giấy công chứng, có giấy công chứng bằng hình ảnh cũng được, bằng giấy ở trong túi của em cũng được, được không ạ? Vâng, em xin nói như này, xin cái lợi của chúng mình thì rất là nhiều. Thực tế tôi trải qua mà bây giờ tôi không truyền tải được cho con tôi không truyền tải được cho chị gái tôi bảo là chị dùng đi, em tặng rồi, chị rồi, ok chị. Thế nhưng mà vẫn bây giờ được. Cho em xin đáp lời, bởi vì câu chuyện của em là đang chưa giải quyết được tai người hồn. Tôi rất là cho chị chạm một tay hả? Chị nói gần đúng á. Rồi em bật mí chị, cái vấn đề ở đây là như này ạ. Câu chuyện của chúng ta tí nữa cuối cùng em sẽ nói với chị. Vâng, ở đây còn ai là người đoán được ba câu này ạ? À? Vâng, em mời anh. Để anh tặng 20 hộp đã, nó là 20 hộp. Vâng. Alo, xin chào. Vâng. Xin chào các bác. Tôi xin giới thiệu về tôi một tí đấy. Tôi xin là Quỳnh, ở Thái Bình, đang sang đây. Thì xin trả lời các câu hỏi là thứ trên đời không thể mua được, bán được là có tiền không mua được thứ khôi hận, có tiền không mua được thứ khôi hận. Và thứ hai là có tiền cũng không thể mua được người sinh ra mình. Thứ ba là tiền rách, dám đúng cách cũng có giá trị. Câu này là có người bật mí. Xin đấy. Câu đầu tiên là câu gì của anh? Vâng. Vâng, tuyệt vời, chúc cho anh được không ạ? Vậy là bản này đã được sao rồi ạ? Câu của anh là gì? Cuối cùng. Vâng, thế còn gì nữa ạ? Không, câu của nó. Rồi, ok, tặng cho anh chảo tay được. Vâng. Anh đã đoán đúng 95% ạ. Đúng ạ, có tiền không mua được thuốc hối hận,
chồng người ạ. Thứ hai là gì ạ? Có tiền mà không mua được người sinh ra mình. Thứ ba, tiền rách giá đúng cách có giá trị đúng không ạ? Nhưng câu cuối cùng đây mới là đúng của nó. Nhân cách thối tha kịp nước hoa. Mấy là câu này? Đúng không ạ? Có đúng không anh? 95% rồi đấy. Em hỏi lại 3 lần để cho anh trả lời tiếp ngoài. Được chưa ạ? Vâng. Và ngày hôm nay thì trên một cái dòng sản phẩm này đấy, có rất nhiều. Đây là một người tiểu đường dùng 5 gói, vừa uống vừa bôi, hoại tử. Và sau tất cả 17 gói thì ông ta đã nhận được đôi chân như thế này. Tiền hết, nhà hết rồi. Đó là tiểu đường biến chứng đấy ạ. Và đây ạ, sau 1 tháng 27 ngày thì chú ấy lên được 4 cân. Và đây là một bạn sinh năm 87 ạ, bị tiểu đường ạ. Một mình nuôi 3 đứa con, mỗi đốt chỉ đi bán vé số thôi. Và sau 12 ngày ạ, và đây ạ, tay của bạn này đây. Sau 12 ngày ạ, và sau 21 ngày tay của bạn được khô. Và cả lưng của bạn ấy còn. Còn đây là một chị Viên, chị bị ung thư ạ. Chị này là chị Hậu, chị này là chị Viên ạ. Thì chị Viên sau sử dụng được 4 tháng ạ. Và sau cách đây 6 tháng em gặp chị đấy, bây giờ chị 62 tuổi. Hôm vừa rồi ai là người gặp chị Viên này rồi ạ? Chị cực đẹp luôn ạ, về da, về dáng luôn ạ, rất khỏe. Đi tất cả các nơi luôn ạ. Mà bây giờ hơn 1 năm rồi, tóc của chị cũng đẹp. Đó, và một cái dòng sản phẩm như vậy thì theo anh chị thấy không ạ? Anh chị có nhận ra ai đây không ạ? Đó là em đó. Đó là em đấy ạ. Có khác không ạ? Không phải ngày xưa mà gần đây nhất ạ. Em làm chủ của 5 cái nhà hàng cơ. Đó, vậy ở đây nó không có gì cả. Ở đây không chữa bệnh, không bị bệnh. Chúng ta chỉ cần biết là khi chúng ta mất cân bằng về dinh dưỡng thì sẽ gây nên rối loạn chuyển hóa. Có đúng không ạ? Vâng, ở đây chúng ta gì ạ? Đã bao giờ chúng ta ăn những thứ mà chúng ta cần chưa ạ? Hay là ta đang ăn cái ta thích ạ? Ta toàn ăn cái thích thôi, ta ăn cái cần đâu ạ? Đúng không ạ? Cái chiếc điện thoại của chúng ta này, mình lướt suốt ngày ạ. Nhưng mà tin gì nhiều nhất ạ? Tin đánh ghen, đổ nhà, cháy chợ, tụt quần áo, tai nạn thì xem. Cái tin chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng thì lướt. Đúng hay rất đúng ạ? Đó, thế khi có vấn đề thì đổi tại số. Số không giải quyết được thì đổi tại bố. Đúng không ạ? Tại ai ạ? Tại mình hay tại chúng ta? Tại chúng ta, vâng. Vì vậy ông Hải Thượng Lưu Giáp đã nói rồi, bạn bệnh tập từ miệng, thực phẩm thay thế thuốc, bậc tổ ý, phẩm thay thế thuốc, chứ thuốc không thay thế được thực phẩm. Đúng không ạ? Vì vậy là sản phẩm này nó hỗ trợ cho chúng ta được những các vấn đề như sau. Thừa, luôn để thừa, thì sản phẩm này hỗ trợ chúng ta đẩy được cái thừa ra. Thứ nhất là thừa đạm động vật, thứ hai thừa chất kích thích, thứ ba đó là thừa phẩm màu, thứ tư đó là thừa chất hóa học, ví dụ như bột ngọt và hạt lêm chúng ta hạn chế không nên ăn. Bột ngọt và hạt lêm luôn khuyến cáo, người Nhật Bản là rất thông minh, nhưng người ta sản xuất ra bột ngọt nhưng người ta không ăn bột ngọt. Bột ngọt là một chất hóa học, chúng ta chứng minh ạ. Một con côn trùng họ rất là, con côn trùng rất là thính giác, rất vị giác, thính giác rất tốt. Nếu để một đĩa đường cũng làm từ mía, đĩa bột ngọt cũng làm từ mía, nhưng đĩa đường thì con kiến, con biết tất cả đều đến, nhưng đĩa mình chính, côn trùng không đến, chó không ăn, gà không mổ. Có đúng không ạ? Nó làm cho chúng ta mây mù lão, tê liệt về thần kinh. Tại sao trẻ em bây giờ bị tăng động tự kỷ quá nhiều, người già bị quá trí nhớ kém? Được không ạ? Và chúng ta thì ạ, thừa muối. 12 năm trước thì khuyến cáo là đang thiếu iốt thì bị suy gan, suy thận, suy tuyến giáp, suy cận giáp. Nhưng khi chúng ta ăn nhiều quá thì cách đây được khoảng bao nhiêu ạ? 3 năm, 4 năm trở về thì chúng ta toàn là ung thư nhân tuyến giáp, ung thư nọ, ung thư, tất cả đều ung thư, không có suy nữa. Đó. Và thừa gì ạ? Thừa đường đơn, đường đa.
Thừa gì ạ? À? Thừa chất béo động vật. Thừa gì ạ? À? Thừa gì ạ? À? Thừa độc tố ô nhiễm từ nguồn nước kích thích tăng trọng, đúng không ạ? Khói bụi chất thải. Và chúng ta đang thiếu gì ạ? À? Thiếu những thứ nêu lên để thiếu thì đó là thiếu nước tinh khiết. Trong nước tinh khiết thì thiếu khoáng, thiếu kiềm nếu chúng ta đun sôi. Chúng ta chỉ cần uống đủ nước tinh khiết thôi, có khoáng, có kiềm, có phân tử nhỏ thôi, ta đã khỏe rồi. Và thiếu gì ạ? Thiếu vận động. Thiếu gì ạ? Thiếu vitamin. Thiếu gì ạ? Thiếu chất xơ. Thiếu gì ạ? Thiếu axit amin thiết yếu. Và thiếu rau xanh. Thiếu đường. Đúng không ạ? Chúng ta kiêng đường, sợ tiểu đường. Và thiếu gì ạ? Thiếu vitamin C và omega 3. Cái thiếu luôn để thiếu, cái thừa luôn để thừa. Thì ngày hôm nay những cái gì thừa để sản phẩm này hỗ trợ để đẩy ra thôi ạ. Cái thiếu để hỗ trợ bù vào thôi, chứ không có gì cả. Tại sao em Dũng muốn nói là có bệnh phải đến Tây Y? Nhưng mà thầy Tô Tất Tùng và thầy Tô Tất Bách, giáo sư đầu ngành y học hiện đại, đúng không ạ, chuyên về tim mạch, đào tạo hàng nghìn hàng triệu sinh viên ra trường về các tiến sĩ tim mạch. Nhưng bản thân hai ông đó chuyên về tim mạch. Tại sao tiến sĩ không chữa được cho mình mà không, ông không chữa được cho mình, nhưng mà các đệ tử phải chữa được cho thầy chứ? Giỏi vậy, đúng không ạ? Đúng, mổ xẻ là đúng. Nhưng chúng ta không hiểu là nguyên nhân, nguyên lý tại sao nó lại bị cholesterol, co giãn động mạch kém hay như thế nào cả, đúng không ạ? Vâng, lúc này thì em xin chia sẻ dừng tại đây và nhường lời tới MC của xinh đẹp của chúng ta. Vâng, MC chúng ta đâu ạ? Vâng, cả nhà mình dành cho lãnh đạo chủ giảng Nguyễn Dũng một tràng pháo tay lớn được không ạ? Vâng, xin kính được giao lưu quý vị một chút và cảm ơn lãnh đạo rất nhiều. Quý vị nghe một bài giảng có giá trị không ạ? Có sâu sắc không ạ? Có ghi nhận những cái gì ở trong lòng của mình không ạ? Sản phẩm trà Multifood của chúng ta không phải thuốc chữa bệnh, không phải thực phẩm chức năng, chỉ là những loại thảo dược quý. Nhưng tại sao các nhà khoa học lại nghiên cứu trong một hộp trà, một gói trà, và một hộp trà 10 gói, nhưng một gói trà có 7 thành phần. Và 7 thành phần đó kết hợp với nhau nó làm được gì mới là điều quan trọng. Không quan trọng ai nói gì, không quan trọng ở ngoài kia nói sao, quan trọng mình cảm nhận được sản phẩm chảy vào dòng máu của mình cải thiện được như thế nào, công năng tác dụng làm sao, thì chính trái tim của quý vị, chính bản thân quý vị sẽ mách bảo và cảm nhận được, đúng không ạ? Có đúng không quý vị? Ai công nhận là đúng ạ? Vâng, cảm ơn một tràng pháo tay lớn nữa. Dạ vâng, những cái giá trị sâu sắc nhân văn ở đây là khi tất cả ekip chương trình của chúng tôi đang đi làm những cái trao đi những cái giá trị thật tuyệt vời. Và tại sao những người lại bảo là một dòng trà, một gói trà và cơn cả thế giới, sao lại tuyệt vời như vậy, sao lại vi diệu như vậy, sao lại có một công năng tác dụng khác biệt như vậy, thì đấy mới là lý do mà các cô chú chị phải quan tâm. Có sự khác biệt khi chúng ta sử dụng sản phẩm vào trong cơ thể chỉ 3 ngày thôi, các cô chú ý chị đã ghi nhận sự chuyển hóa một cách mãnh liệt không ạ? Tất cả những 95% là cảm thấy một sự tuyệt vời, thì chúng ta có thể là cảm nhận bằng chính trái tim của mình. Và với tất cả những kết quả vào trong khán phòng ngày hôm nay thì rất nhiều anh có nói hay đi bao nhiêu chăng nữa, và sản phẩm này công năng tác dụng như thế nào, và nếu các cô chú ý chị không được sử dụng thì chúng ta không biết cái hương vị của nó và không cảm nhận được cái sự chuyển hóa của chính bản thân mình, có đúng không ạ? Vâng, và trong khán phòng ngày hôm nay thì rất nhiều những kết quả đã được trải nghiệm sản phẩm rồi, và Xuân Kiêm muốn lên trên này với tất cả những kết quả là nhân chứng sống của mình, hãy chia sẻ những giá trị thật khi được trải nghiệm sản phẩm và trước khi chưa trải nghiệm sản phẩm thì đang mắc các vấn đề gì, chúng ta đang có những cái sức khỏe đặc biệt suy giảm, và sau khi các anh chị được trải nghiệm sản phẩm thì có những cái điều vi diệu gì đến các anh chị, cải thiện được như thế nào. Các anh chị có thể là giơ những cánh tay bằng của mình lên để lên trên sân khấu chia sẻ những giá trị tuyệt vời không ạ? Wow, Xuân Kiêm nhìn thấy rất là nhiều ạ. Các anh chị những kết quả thật ạ. Ai là kết quả tốt nhất và có những cái giá trị tuyệt vời nhất thì xin giơ tay. Em xin mời chị ạ, mời chị áo vàng đấy ạ, chị đang đeo khẩu trang đấy ạ. Vâng, vâng ạ.
chị có thể là các cả nhà mình ơi, cả nhà mình có thể dành cho chị những tràng pháo tay lớn thật đồng nhiệt để chào đón chị lên sân khấu. Xin kính vật lý cho chị rằng chị có thể là chia sẻ 5 phút vâng nói về khi chưa sử dụng sản phẩm đang có vấn đề sức khỏe như thế nào và khi chị sử dụng sản phẩm chị có kết quả ra làm sao, chị có thể là chia sẻ ngắn gọn và chị giới thiệu tên chị đến từ đâu. Được không ạ? Năm nay chị 30 tuổi. Cả nhà dành cho chị cũng chẳng có thật lớn ạ. Vâng, và xuất hiện nhìn thấy trận của chị đang có một chút gì nó không bình thường đúng không ạ? Chị có thể là chia sẻ bằng tâm tư tình cảm của mình, bằng trái tim của mình để cho cả nhà được cảm nhận. Xin mời chị. Ôi, xin chào cả nhà. Khi tháng 3 âm lịch của năm 2022 thì bạn Đào Hường kia đang đứng quay kia chia sẻ cho em, đưa cho em 2 hộp đàn. Nhưng mà em đang dùng hớp của Lai và đòi em là dùng rất là nhiều các loại sản phẩm chức năng, không phải là ít. Hơn 2 năm rồi em hết không biết bao nhiêu tiền vì em là tiểu đường mà em thích. Như thế là chẳng nhiễm. Đến khi em 17 tháng 7 dương lịch thì em bị tai nạn xe máy, thì em bị chấn thương sọ não, khâu 8 mũi và 2 cục máu đông ở đây. Thì đến khi bạn Hường là từ Thái Bình lên đến bệnh viện Hưng Yên là 80 cây số, hòa trà cho em uống hôm mấy là ngày thứ hai, nhưng mà em vẫn lơ thơ mơ không biết là cái gì, thì cứ đưa uống thì là uống. Thế đến khi em được 5 hôm thì được 2 ngày. Bạn cứ sang được 2 ngày thì em xuất viện là bác sĩ bảo là về để em bị liệt bên người này, bị vỡ xương chậu này, 2 cái xương chậu nó tách hẳn như này, nhìn thấy hẳn không anh? Thế nhưng bạn cứ hòa trà cho em thì em chẳng biết hòa nhiều, bạn bảo cứ rửa gói. Thế đến khi bạn lên trưa hôm nay thì đến chiều mai thì em xuất viện em về, thì lấy đến đêm hôm ấy là chân em đi, chúng em đi nước ngoài về mà đi trong người già nhiều rồi. Bạn nó buộc cái dây ở trên cửa sổ này, em đu lên đu xuống. Thế đêm mấy buổi giữa đêm em dậy thì là chân hơi ngoáy được, em liệt hết bên người này, tay mấy giờ là chỉ ra này thôi, không cử động, chân là không cử động rồi, chân bên phải này. Bây giờ em đi này, đấy. Lại lên liền đấy, lên liền chữa cho em uống trà. Nó thì đến khi bác sĩ bảo là em phải châm cứu thì bác sĩ điều trị cho em, thì con nhà em mấy anh chị em thì tập trung là giúp bác sĩ đến thì là châm cứu 800 một ngày, thì bác sĩ xin cho là 700 một ngày, nhưng em quyết định không dùng. Và đến bây giờ con trai nhà em vẫn chưa nhận điện thoại của em, về nhà Tết mua đầy đủ các thứ nhưng mà không nói chuyện với mẹ vì không cho em dùng trà bảo vớ vẩn. Nhưng em quyết định em không châm cứu, em không đắp thuốc, em đắp có 3 miếng thì đái ra 1 miếng, khoảng 2 miếng thôi, xong em dùng trà. Đến nay là em dùng 7 tháng. 3 tháng em đã đi được thì em xe máy lúc ấy là nó bị tan ở cái chỗ giữa ấy, ở cái chỗ để chân ấy. Nó nắp ra để em đi về. Em gái em chạy theo phi về nhà em cầm chìa khóa ném ra vườn. Bảo là tôi nhắc nó không thôi cho bà đi nữa. Bà đi với ai bầu bà. Đấy, bà gọi và thuê người và sướng chưa, vì con cái thì em rất thành đạt mà nó công việc không thể nghỉ được nên em phải thuê người. Thế nên khi 3 tháng lúc bấy giờ em bán nhắm thì từ bấy em cứ từ từ em lấy xe máy em đi. Và 4 tháng em đã đi cắt nhà 50 cây số tự đi, nhưng đi chậm thôi, chỉ 15 20 cây số một giờ thôi. Đến bây giờ em cảm thấy rất khỏe mạnh này, tự tin này. Lúc đầu là nghi ngờ mới lại đang dùng hết gói lai, nhưng mà em nghĩ bạn kia à, không bao giờ bạn lừa dối vì chúng em đi tu rồi, chúng em tự tu Phật pháp là nghĩ là không bao giờ bạn ấy lừa dối mình. Nhưng mà đang uống hết bởi lại, chứ nếu em uống 2 hộp trà đấy thì đến lúc em ngã em không bị tai biến như nào. Thế nên ai hôm nay em nói đây là ai chưa dùng mà còn nghi ngờ gì nữa thì cố gắng càng sớm càng tốt, vừa có sức khỏe này, còn vừa có tài chính này. Như em bây giờ em rất là tự tin vì không có, ngày xưa em có 48 cân thôi, bây giờ em được 58 cân, nhưng mà ngày xưa không nhân thế này. Nhưng mà bây giờ này
em không có bụng nữa. Thế nên các bác, các anh, các chị, các cô, các chú nào về lên dùng và dùng ngay lập tức. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe cho tôi được chia sẻ của em xin cảm ơn. Trước em thấy chị cảm nhận có hạnh phúc không khi được trải nghiệm sản phẩm này? Rất vui và hạnh phúc ạ. Rất là sung sướng. Vô cùng sung sướng. Vâng ạ. Quý vị có bảo là đây là một trường hợp này có điều có nói sai về cái trái tim của mình không ạ? Một cái câu chuyện giá trị vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn chị. Dành cho chị một tràng pháo tay lớn hơn ạ. Ở Xuân Kiên thì làm Zoom rất nhiều. Và cũng rất nhiều những trường hợp thực sự đang ngồi trên Zoom và phải rơi nước mắt. Tại vì không thể tin nổi những câu chuyện thực sự là khó tin. Nhưng vẫn phải tin, tại vì sự thật vẫn là sự thật. Ai tin một niềm tin như ngày hôm qua, một trường hợp ung thư, không biết hôm nay anh có ở đây không, nhưng mà tất cả vấn đề từ gan, thận, mật, phổi là u hết. Vâng ạ, u hết. Nhưng mà khi mà quyết tâm 140 triệu mà bác sĩ bảo xạ trị và hóa trị để nằm ở bệnh viện, anh quyết định không nằm viện mà về dùng trà. Sau chỉ hơn 1 năm rồi ạ, tất cả các chỉ số quay trở lại một mức bình thường. Và khi anh mắc bệnh thì anh đã giảm mất 20 kg, còn có hơn 40 kg. Nhưng mà sau khi uống thì sức khỏe nó cứ tăng dần và anh lại tăng được 14 cân. Không biết là ngày hôm nay anh đã có mặt ở đây không ạ? Vâng ạ. Vâng, các anh chị vào ngày hôm qua thân sẽ nghe được câu chuyện rất là sâu sắc. Vâng. Tiếp sau thì ban tổ chức trân trọng kính mời, có thể là mời đến đây những cánh tay vàng tiếp theo không? Ai có kết quả tốt hơn ạ? Vâng, mời chị. Vâng, chị đấy ạ. Vâng, chị Áo Hoa ạ. Vâng, chị đến từ đâu và chị có thể là chia sẻ những giá trị thật từ đáy lòng của mình, từ trái tim của mình và cảm nhận cái dòng trà này. Xin chào tất cả ngôi nhà chung gia đình Bích Lê ạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Chiến, năm nay đã 68 tuổi. Tôi là ở Hải Phòng. Thực ra cách đây 9 năm tôi đã bị thủng dạ dày 2 lốt. Và nghĩa là cuộc sống cứ nghĩ lúc đấy là mình không còn sự sống. Dùng tất cả các sản phẩm các nước. Nhưng đến tháng 5 năm ngoái, con Sơn bây giờ là con người giới thiệu cho tôi thì đang ở bên Hàn Quốc. Thì giới thiệu, tôi bảo mày không cần đưa nhiều, mày đưa tao 3 gói thôi. Uống gói thứ nhất, gói thứ hai, con đặt cho mẹ một lót đi. Đặt tiếp 3 lót sau. Và cuối cùng tôi lên 29 tháng 7, tôi lên 3 sao. Mùng 5 tháng 12 tôi lên 4 sao. Và 25 tháng 12 tôi lên 4 sao nữa. Và cuối cùng được thưởng tiền, tôi lại lên tiếp 2 sao nữa. Vậy là tôi này, chị tôi này, anh tôi dùng, và đây là nhân chứng sống là em dâu tôi, người đã bị ung thư gan và trị xạ tuyến giáp, vú và phần phụ. Thế thì thực sự ra tôi không muốn nói nhiều. Tôi kia cũng chứ cho uống người nhà tôi nhiều. Chỉ có chồng tôi phì đại tiền liệt tuyến, đại tràng. Chị gái tôi phải thay tuyến thể bắt, nhưng uống bây giờ không phải thay nữa. Bà mẹ chồng tôi 103 tuổi, tôi cũng cho mẹ trải nghiệm. Con ơi, cái gì mà tốt thế? Thì đây em tôi là nhân chứng thật. Và hôm nay em tôi phải ra sớm từ Vĩnh Bảo ra đến đây. Thực ra thì đây cũng là lần đầu tiên em được đứng trước một cái hội nghị đông người như thế này. Cho nên là hôm nay thì em hơi run. Có những gì lời nói thì nó không được đầu cuối. Thì các bà, các bác, các ông, anh chị thông cảm. Cái thứ nhất là em thì cũng không được như mọi người. Trong con người như thế này nhưng em rất là nhiều bệnh. Bởi vì bản thân em là bị 2 căn bệnh ung thư, tức là ung thư tuyến giáp và ung thư tử cung là đã cắt rồi. Thế thì năm đến bây giờ là được 6 năm rồi. Thì năm ngoái là tháng 2, bằng đầy tháng 2 năm ngoái thì em đang điều trị ở tiệm. Thì bác sĩ khám bệnh thì có bảo theo kết quả thì bảo em là em hạch ở tuyến giáp lại bắt đầu lan tỏa. Thế thì tháng 2, tháng 3, tức là trong vòng 2-3 tháng đấy là mỗi lần ra kiểm tra là phải chọc hạch. Thế xong thì nó là chọc đi chọc lại 2-3 lần rồi thì cứ bảo em là lúc là viêm, về lúc là ổn. Thế em bỏ bẵng đi đến mãi đến tháng 11 dương em lại quay lại em khám.
thì tôi bảo là siêu âm thì hạch nó vẫn còn. Thế thì kiểm tra khi tuyến đàn bà là tuyến giáp và tử cung và vú là hay nó liên quan với nhau, thì bảo em là có kiểm tra tuyến vú vào giờ chưa, thì em bảo chưa. Thì bắt đầu khi kiểm tra thì em lại tiếp tục bị tuyến vú nữa. Thế thì sau khi có kết quả siêu âm thì bác sĩ bảo em là có mổ hay không, thì em có bảo là bây giờ test đến nơi em không mổ. Khi mà em quá nhiều bệnh mà phát hiện ra bệnh như thế thì chị có bảo rằng là bây giờ uống cái trà này thì em yên tâm đi. Thì thực ra là em uống được 3 tháng nay, thì tức là em đi kiểm tra được vừa rồi ở ca là bây giờ là tuyến giáp của em là tương đối là ổn định, không còn bị hạch không gì nữa. Thế còn cái tuyến vú thì bây giờ bác sĩ cũng cho chọc hạch, thì bảo là không có tế bào ác tính nữa. Thế còn là tử cung là ổn định. Đấy là những cái gì là thực sự ra thì trong cuộc đời em thì mổ xẻ rồi là bệnh tật nó nhiều quá. Đến bây giờ thì chị cũng là tình cảm gia đình và quan tâm thì đã đưa trà cho em uống, và em uống được 3 tháng nay. Đến bây giờ sức khỏe em được như này thì em cũng chỉ biết là những cái gì là thật và em đã được sử dụng, thì cũng tuyên truyền và là nói bằng những cái thật nhất ở đây để cho các bà, các bác, anh chị và mọi người có thể có bệnh thì có điều kiện ta cũng cố gắng đi theo, không thể là suy nghĩ gì gọi là lừa dối hay là này khác. Vâng ạ, em xin chào. Tạ chị từ trái tim của mọi người nằm rung động trái tim đến tất cả những người. Nếu các chị có thể là vào Zoom hàng ngày thì mỗi một buổi tối có thể là một hàng nghìn người theo dõi chương trình Zoom. 63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam kết nối yêu thương, và ai có kết quả như thế nào thì họ nói y chang như vậy, không có thể nói thêm với bớt. Và đấy là những giá trị thật, và từ một dòng trà vô cùng vi diệu đến với tất cả các cô chú anh chị. Và chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì còn nhận được rất nhiều những giá trị tuyệt vời hơn, nhưng mà vì thời gian còn rất nhiều những cái kết quả, vì thời lượng không có phép, các anh chị bây giờ là có một cái giá trị tuyệt vời nhất mà khi các cô chú anh chị đã nhận được cái kết quả mà chúng ta được trải nghiệm sản phẩm rồi, thì mong tất cả những ai chưa được sử dụng sản phẩm, chúng ta hãy quyết định cho mình một lần sáng suốt đúng đắn trong đời. Các anh chị cứ thử uống thử một hộp thôi ạ. Một hộp khoảng 3 gói thôi, các anh chị đã cảm nhận được sự chuyển hóa và sự tác dụng vi diệu của nó rồi. Vâng, nhưng kết quả thì cũng là chân lý của sản phẩm. Và khi các cô chú anh chị có muốn mình được trải nghiệm sản phẩm mà các anh chị để có một cái tài sản tăng trưởng về cái tài khoản của mình không ạ? Tại vì ở công ty này có một cái sự khác biệt hoàn toàn với bất cứ một công ty nào khác. Khi nếu các cô chú anh chị mong muốn là các anh chị được sử dụng sản phẩm là một giải pháp tiêu dùng không đau, thì các cô chú anh chị lại có được những tài sản tăng trưởng để hoàn về, để các cô chú anh chị lại được mua sắm thêm với những sản phẩm ở trên app của mình quản lý, có được không ạ? Vâng, và một cái giải pháp. Vâng ạ. Bác Xuân Khiêm xin hướng dẫn cho đại nhà gia đình nhà mình uống một cách để làm thế nào cho nó đúng đủ đều. Thì các chị này, đây là sản phẩm là phải để ở nơi khô ráo thoáng mát, tuyệt đối không để sản phẩm ở trong cốp xe. Tại vì cốp xe ô tô hoặc cốp xe máy là sẽ bị nóng, sản phẩm sẽ mất tác dụng, đúng các cô chú ý chị. Thứ hai là hộp trà Vuti Rút sẽ có 10 gói, tuyệt đối không dùng nước nóng, không dùng nước lạnh và chỉ dùng nước lọc, và cũng không cần phải dùng nước sôi để nguội. Tại vì nước sôi để nguội khi các cô chú chị đun lên rồi nó mất hoàn toàn những axit, những cái chất kiềm ở trong đó. Và thứ ba nữa là một gói trà chúng ta chỉ cần bỏ vào 100ml nước, hoàn toàn là nước mát, nước lọc ở chai trước mặt các cô chú chị đây ạ. Vâng, thì khi các chị cho vào bình và để lắc đều, và các chị có thể là ngậm từng ngụm một nhỏ, và trong vòng 2 đến 3 phút hoặc là trong vòng 7 đến 10 giây cũng được, không sao ạ. Và khi chúng ta uống tốt nhất là vào từ 5 giờ đến 7 giờ sáng trước khi ăn 30 phút. Khi các cô chú anh chị uống rồi, chúc các anh chị được thư thái để các anh chị nghỉ ngơi trong vòng 30 phút thì chúng ta mới được ăn sáng. Và đối tượng sử dụng thì trẻ
Vâng ạ, đối tượng khỏe và có độc tố và có axit cao thì dùng một ngày 1 đến 2 gói ở trong ngày tùy theo cái túi điểm của các cô chú anh chị. Và đối tượng tuổi cao, cơ thể yếu, huyết áp cao và huyết áp thấp, ung thư thì dùng liều làm quen 1 phần 2 gói trên ngày, hoặc chúng ta phải dùng từ 10 đến 15 ngày. Và sang thứ 16 thì chúng ta bắt đầu dùng một gói. Và nếu cơ thể của chúng ta được cải thiện, chúng ta có thể là dùng tăng liều ạ. Vâng, thứ ba tiếp tục là để có kết quả tốt thì chúng ta sử dụng sản phẩm đúng đủ đều trong vòng 3 đến 4 tháng hoặc 5 đến 6 tháng. Vâng, nếu ai có điều kiện thì chúng ta có thể dùng cả năm. Ví dụ như Xuân Khiêm, bây giờ là Xuân Khiêm không tính thời gian sử dụng là bao nhiêu đó. Có ngày nào mệt thì có thể dùng 4 gói, 5 gói. Và lúc nào bình thường có thể là không dùng, lúc nào mà thích thì cũng có thể là dùng 1-2 gói ạ. Và bây giờ là Xuân Khiêm đang dùng miễn phí. Và dùng miễn phí ạ. Vâng, sự khác biệt của sản phẩm Chào Tân Đô Thị Chút thì 90% số người dùng được chuyển hóa sau 3 đến 5 ngày. Các cô chú chị thấy đau nhức, sưng, sốt, mỏi mệt đúng không ạ? Tất cả những người được trải nghiệm đều thấy sự chuyển hóa của nó rất khó chịu. Cho nên các chị hãy cố gắng trong vòng 3 đến 5 ngày hoặc là 7 ngày các chị sẽ qua cái cơn đau. Và trong quá trình điều chỉnh kích hoạt hệ miễn dịch thì sẽ phát hiện các virus vi khuẩn, các tế bào lạ, các con tế bào ức chế, tế bào K và tế bào bất thường trong cơ thể. Dấu hiệu đau đầu dữ dội và buồn nôn là người huyết áp cao, rối loạn tiền đình, độc tố tích tụ nhiều, thiếu máu và oxy lên não. Còn dấu hiệu đau lưng, đau vai gáy, các cơ khớp thì cơ thể đang có tính axit rất cao, xương khớp tổn thương và tiến thượng có vấn đề. Và thứ ba là dấu hiệu sưng phù lệ thì nhiều, rát, buốt, đại tiện khó, thận nhiều độc tố, viêm tiền liệt tuyến, viêm tiết niệu và rối loạn tiêu hóa. Và dấu hiệu số 4 là dấu hiệu ho, mệt mỏi, buồn rụt chân tay hoặc tăng huyết áp, đường huyết tăng thì phổi đang có độc tố ở trong máu và không sạch. Rất nhiều các acid lactic ở trong đó và chúng ta cần phải điều chỉnh đường huyết và huyết áp. Phương pháp giảm đau khi chuyển hóa thì chúng ta sẽ dùng thuốc giảm đau hoặc chúng ta bấm huyệt, uống chanh đường và nước dừa hoặc là ngâm chân lá nốt, lá ngải cứu, gừng xả, chút muối. Hoặc là các anh chị có thể là ngâm nước ở nước mật ong và ngâm với gì ạ? Hoa đu đủ cũng được, hoặc là ngâm mật ong, ngâm mấy gừng, hoặc là các anh chị có thể là hòa thêm một chút nước chanh ấm là dùng, kết quả rất tốt. Tại vì khi các anh chị dùng như vậy thì các anh chị phải uống đủ nước để cho cái sự chuyển hóa nó cuối cùng đang tác dụng nhanh hơn, thì chỉ trong 3 đến 5 ngày là hết cơn đau, được không các anh chị? Vâng, đấy là Xuân Kiệm cũng vừa mới hướng dẫn cho các anh chị dùng sản phẩm trà của chúng ta làm thế nào để có kết quả tốt nhất, đúng đủ đều. Vâng, ai đồng ý Xuân Kiệm cho Xuân Kiệm một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, bây giờ thì quý vị sẽ quay đến với một cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Các anh chị mong muốn là mình dùng để làm thế nào không đau, có nghĩa là như thế nào ạ? Tiêu dùng mà vô tình mình chỉ là người tiêu dùng để cho sức khỏe mình khỏe hơn, trẻ hơn, đẹp hơn và thay đổi chất lượng cuộc sống. Nhưng cái túi tiền của các chị khi càng dùng nhiều thì các chị lại càng tăng giá trị tài sản lên. Và giá trị như thế nào thì xin được tập kính mời quý vị để quay trở lại với chủ giảng Nguyễn Dung và xin mời. Một tràng pháo tay lớn cho các chị. Vâng ạ, các anh thấy không? Anh chị thấy không ạ? Thấy một MC rất là xinh đẹp đã đăng thượng lên đây để tiếp cầu lối cho em Dung. Chương trình tiếp theo, hãy tặng cho anh một tràng pháo tay được không ạ? Vâng ạ, ở đây có bao nhiêu cô, chú, anh chị đã hiểu được về tiêu dùng không đau này rồi ạ? Ai ạ? Ai là người đã biết rồi ạ? Vâng, tuyệt vời, hãy tặng cho những người đó, những người đi trước đó một tràng pháo tay được không ạ? Vâng ạ, ở đây nghĩa là sao? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút. Vâng, ở đây chưa có một cái sự khác biệt khi mua sản phẩm của tập đoàn Whitley Fan Club, chúng ta có quà tặng. Ở đây tặng là gì? Không phải là tặng tiền mà tặng cổ phiếu, mà chính xác tên đồng này được tặng đó là đồng VTLI của giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là gì ạ? Có nghĩa là có 4 năm nay rồi. Em và một số các anh chị khác cách đây khoảng 8 tháng trước, từ trước ngày 8 tháng 9 thì thuộc về giai đoạn 1. Và phần thưởng này của giai đoạn 2, và đây có 4 VIP đơn hàng. 4 VIP đơn hàng. Đơn hàng thứ nhất là một lọ 7.962.000. Chúng ta mang về được 6 hộp sản phẩm như em Dũng đã được chia sẻ trên màn hình. Và được tặng 700 cổ phiếu. Và thứ hai ạ,
là khi chúng ta được rút về trong 50 tháng, cứ 9 tháng chúng ta lấy một lần là ta được 2.4 triệu. Và đây biết một sao, nếu như trong 50 tháng mà chúng ta không lấy thì cuối kỳ chúng ta nhận về 45 triệu. Và đây là VIP 2 sao 6 lóc 47.750k. Chúng ta mang về là bao nhiêu ạ? 42 hộp sản phẩm và được tặng 4.200 cổ phiếu. Chia cho 50 tháng. Và cứ 3 tháng chúng ta lấy về được 3.1 triệu ạ. Cái kia 9 tháng mới lấy được về 2.4 triệu, cái này 3 tháng lấy về 3.1 triệu. Và VIP 2 sao ạ? Không ta không lấy, cuối kỳ ta lấy về 290 triệu. Thì tí chúng ta xem đoạn cuối tại sao như vậy. Và đây có VIP 3 sao, VIP 4 sao. Và đây Bitly luôn đặt khách hàng hàng gốc hay người kinh doanh. Vì vậy cái quà tặng này dành cho cả người kinh doanh hay là cả người tiêu dùng cũng đều được giống nhau. Tại sao em Dũng mới nói là 45 triệu và 290 triệu? Và khi chúng ta rút, khi rút chúng ta phải đủ 100 đô, 200 đô, 500 đô, 1.000 đô chúng ta mới lấy được. Vậy là 2.400.000 đủ 100 đô thôi. Được không? Còn thừa 200 ngàn để lần sau lấy. Và thứ hai là 290 triệu là lý do tại sao ạ? Cái số lượng mà được tặng, ngày hôm nay chúng ta được tặng là 700 cổ phiếu của một cái lot liệu trình này 6.825.000. Nhưng mà xong tuần sau chúng ta sẽ trừ đi mười mấy cổ phiếu, có nghĩa là số lượng giảm theo tuần nhưng giá trị của cái cổ phiếu này thì nó được tăng theo tuần. Vâng, và để có một sức khỏe tốt, chúng ta muốn cải thiện được một số các bệnh nền của chúng ta thì chúng ta phải có một cái đơn hàng 12 lot, đó là đơn hàng 3 sao 95.550.000, là đây là gói cải thiện sức khỏe. Lấy về 84 hộp sản phẩm và được tặng ngay 12% số lượng cổ phiếu mà ta đã mua. Tổng số cổ phiếu khoảng 9.500 cổ phiếu. Lúc này không chia cho 50 tháng nữa mà là chia cho 56 tháng. Và lúc này chúng ta xem 3 tháng ta lấy được bao nhiêu tiền ạ? Vâng, ở đây là hoàn vốn. Khi chúng ta rút ra trong 3 tháng thì được 6.2 triệu ạ. Bởi vì là cái đơn hàng VIP 1 sao và VIP 2 sao thì gấp 6 lần 1 sao, VIP 3 sao thì gấp 2 lần 2 sao. Và đây là nếu như để cuối kỳ chúng ta sẽ lấy về 700 triệu. Ở đây em dùng tính chưa chính xác thôi nhé. Khi chúng ta vào rồi, chúng ta dùng rồi sản phẩm, chúng ta được hướng dẫn cụ thể để vào trang của chúng ta, vào ví của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là chính xác hơn ạ. Vâng, đơn hàng 4 sao 30 lot là 238.750.000. Chúng ta mang về 210 hộp sản phẩm và tặng thêm 18% cổ phiếu. Và tổng số cổ phiếu là 25.000 cổ phiếu. Rút trong vòng 59 tháng, không phải là 50 tháng nữa. Và lúc này 3 tháng chúng ta sẽ lấy về là 14 triệu đến 15 triệu trong 3 tháng. Cái này là hàng tháng chúng ta được lấy về nhé. Cái đơn hàng 3 sao kia 1 tháng chúng ta chưa lấy được đâu ạ. Bởi 1 tháng mới có 2.1 triệu ạ. Nó không đủ 100 đô. Đó, không cho lấy. Thì 2 tháng mình lấy một lần cũng được, mà 3 tháng cũng được. Thì ít nhất nó phải vượt 2.2 triệu tiền Việt thì chúng ta mới được lấy ra. Và cái VIP 4 sao này nếu như cô chú anh chị là những người mà 59 tháng không lấy, để cuối kỳ mới bán theo lộ trình gia tăng mặc định thì chúng ta khoảng 1.4 tỷ. Ở đây có 4 năm rồi. Ở đây có bao nhiêu cô chú anh chị là những người có 4 sao ạ? Vâng, bao nhiêu người đã mua trước của cái ngày mà được lên sàn ạ? Cái cổ phiếu này lên sàn. À, cũng hiểu mà nhỉ. Vâng, chắc là anh chị hiểu hết giá trị rồi đúng không ạ?
Còn bao nhiêu người là mua xong lên sàn để rút như thế này về ạ? À? Ai ạ? À? Ai có những đơn hàng sau ngày 8 tháng 9 ạ? À? À cũng nhiều nhỉ. Và ở đây có bao nhiêu người là có từ 4 cái trở lên ạ? À? Ui. Ai là người trên 10 cái ạ? À? Em có 20 cái. Ôi anh hiểu. Vâng, tăng cho. Vâng, và ở đây ý, để rút tiền thì chúng ta có hai phương án. Một, phương án ví dụ còn 4 sao, ta vẫn lấy sản phẩm về dùng rồi. Một dòng sản phẩm tốt như vậy, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp rồi. Và hàng tháng ta được lấy tiền về. Lấy trong vòng 59 tháng, tháng nào cũng lấy. Và ở đây có hai nữa là phương án thứ hai là lấy sản phẩm về dùng rồi, vẫn bán đi thu hồi vốn rồi. Nhưng cuối kỳ chúng ta lấy 1 tỷ tư, lấy hay để là việc của chúng ta. Và khi chúng ta lấy về 14 triệu rồi thì công ty lại tặng lại cho chúng ta 10% bằng điểm du lịch nhé, để chúng ta đi du lịch nước ngoài. Và tặng cho chúng ta 10% mua sắm trên trang hương thương mại của công ty, của tập đoàn. Đó là thương mại gì ạ? Đó là bít lên thôi. Chúng ta có thể mua từ cái tăm cho đến chiếc xe ô tô, hay chúng ta mua máy lọc nước, hay chúng ta mua yến phẩm, hay mua gì bằng cái điểm kia người ta tặng, mua không mất tiền luôn ạ. Cái máy lọc nước mấy chục triệu cũng không mất tiền luôn, hoàn toàn không mất tiền luôn. Đấy. Vâng, và đây để phân tích xem cái quyền lợi của đơn hàng 4 sao nữa trả về trong 59 tháng. VIP 4 sao này là 30 lót là 2.100 hộp bằng bao nhiêu ạ? 238.875 đồng Việt Nam. Và 210 hộp ạ. À. Em xin lỗi chúng kia anh nhầm. 210 hộp bằng 2.100 gói. Nếu như một đơn hàng này để chúng ta mua để cải thiện sức khỏe, mỗi một ngày chúng ta chỉ cần 4 gói thôi ạ. À. Nếu như chúng ta có 1 năm, đúng ạ, 4 gói, mà 2.000 nhân với 4 gói một ngày thì chúng ta được 525 ngày ạ. À. 1 năm là 360 ngày mà nhân 4 gói thì 1 năm ta dùng hết 1.460 gói. Thì nếu như 4 gói một ngày thì dùng trong 1 năm chúng ta cơ thể và sắc đẹp, sức khỏe và sắc đẹp có cải thiện chưa ạ? Rồi đúng không ạ? Nhưng để xem chúng ta lấy được bao nhiêu tiền trong 1 năm đầu tiên của cái này. Và ở công ty cho chúng ta sở hữu 10.841,25 đô, quy đổi tiền đô sang cái đồng túc tuần này bạn lại không sửa. Vâng, quy đổi cái số lên đấy là 10.841,25 đô chia cho 0.43 giá cổ phiếu của ngày hôm nay thì chúng ta ra là bằng 25.212 đồng BTLI hay gọi là cổ phiếu. Và cách tính ở đây lấy 25.212 chia cho 59 tháng, tại họ trả 59 tháng ạ. À. Mỗi một tháng chúng ta lấy về là được 427 đồng BTLI hay gọi là đồng cổ phiếu. Và nhân với 12 tháng thì có nghĩa là 1 năm chúng ta để 1 năm bán 1 lần, chứ không 3 tháng nữa, 1 năm được 5.124 cổ phiếu. Khi chúng ta bán trong 1 năm thì bán như thế nào? 59 tháng có phải là bằng 4 năm 11 tháng không ạ? Mỗi 1 năm là 52 tuần, 52 tuần nhân với 4 tuần nhân với 4 thì bằng là bao nhiêu? Nhân với 4 năm thì bằng 208 tuần, cộng với lại 44 tuần nữa. Vâng, và đây cách tính của chúng ta đây ạ. Cái giá trị như em nói là cách tính giá trị gia tăng nội bộ nhé về cái cổ phiếu này là 0.01 đô trên 1 tuần. Vậy 1 tháng có 4 tuần thì bằng 1 tháng là 0.04 đô trên 1 tháng. Để chúng ta biết rõ hơn thì chúng ta đây ạ, lấy 1 năm có 12 tháng. 1 năm 12 tháng thì 1 năm có 52 tuần. 52 tuần thì mỗi 1 tuần là 0.01 đúng không ạ? Lấy 52 tuần đây ạ, 0.01 nhân với 52 thì bằng 0.52. Và cộng với 0.43 giá hiện tại thì bằng là 0.95. Năm đầu tiên là chúng ta để cuối năm thì ta bán giá này. Và bây giờ bán hiện tại thì ta đang bán giá này. Vậy để cuối năm nó lên 1 gấp đôi.
được chưa ạ? Vì vậy là một năm chúng ta có là 5.000, có 5.124 cổ phiếu nhân với 0.95 đô thì bằng 4.867 đô, nhân với cái đô giá nội bộ 22 thì chúng ta được 107 triệu. Sau một năm chúng ta dùng hết bao nhiêu ạ? 1.460 gói và chúng ta lấy về 107 triệu. Sức khỏe có, tiền có, có phải là tiêu dùng không đau không ạ? Đúng không ạ? Cái này không phải là một ngày hôm nay mới làm mới đâu, mà cái này đã có 4 năm rồi. Cái chị áo đỏ lên ngồi đầu này nè, chị có 70 gói, em mình có 40 gói thôi. Khởi nghiệp của em là cầm 2 chiếc xe máy, nhà em làm nhà xong là hết tiền rồi. Cầm 2 chiếc xe máy của em vợ ấy, nó không cho vay tiền. Ủa vay bao giờ dạ? Phải cần cho nó cầm xe, 1 tháng không trả nó lấy xe. Đó là như vậy. Đúng không ạ? Chúng ta tính đơn giản như thế nào? Dùng một năm hết 1.400 gói, tức là 1.460 gói rồi, lấy về 107 triệu và còn thừa 640 gói nữa để dùng tiếp theo. Cái chỗ này là bị nhầm anh nhá. Gói nhưng em nhầm hộp. Tại vì cái này chúng ta biết không ạ? Mới cách đây được 3 ngày là chúng ta đổi, chuyển đổi là từ 6 hộp một lót cho lên 7 hộp một lót. Đâm ra cộng vẫn còn nhầm. Chưa? Đó là gói như thành hộp. Nhưng dưới thì em ghi đúng, trên đúng, dưới đúng, nhưng nó lại bị nhầm. Anh không được cười, anh phải nhắc nhở luôn. Lớn mà không bảo bé thì mai bé nó lại bảo lớn luôn. Được không ạ? Đấy là cái. Vì vậy là ngày hôm nay trên đây em Dũng xin được mời một người chị, một người dẫn dắt Dũng từ những ngày đầu tiên, đó là từ ngày chính xác là ngày 29 tháng 4 cho đến ngày 8 tháng 5 thì chị bay vào Sài Gòn. Mực bay một cách là nhanh chóng, không ăn để ra sân bay, không có là không về được nữa. Đó là ngày hôm đó là bắt đầu thông báo máy bay không chạy nữa vì Covid. Đó là chị Vòng Thu Thanh. Em mời chị lên đây. Đây là một người lãnh đạo, một người tổng tuyến của chúng ta. Vâng, và chị lên đây, chị giao lưu chia sẻ. Tại sao chị lại thành công như ngày hôm nay? Tại sao chị lại có nhiều đệ tử này như thế này hôm nay, đúng không ạ? Nhất là những giúp đỡ ạ, luôn ngưỡng mộ. Tắt cho chị chào vỗ tay được không ạ? Xin chào và xin chúc tất cả quý khán phòng ngày hôm nay một buổi sáng thật là tràn đầy năng lượng và thật nhiều hạnh phúc ạ. Nãy giờ chúng ta đã nghe về sản phẩm chưa ạ? Có nghe về các câu chuyện sản phẩm chưa ạ? Có tuyệt vời đúng không ạ? Hãy dành cho những điều tuyệt vời này một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Ở đây thì biết đây ở Kiến Thụy thì Thanh cũng đã đến cái khán phòng này. Lần này là lần thứ hai. Và thấy là đông người hơn. Và cái niềm tin ở đây đang dâng cao hơn. Thì ở đây Thanh muốn trao cho quý vị một cái cơ hội tên gọi là Big Day, được không ạ? Chúng ta có muốn biết các thành viên, các ông bà chủ Big Day khi đến với lại Big Day chúng ta có thêm điều gì trong cuộc sống hay không ạ? Thứ nhất, ai thích tôi khỏe như không từng bệnh ạ? Giơ tay lên hết đi ạ. Ai thích tôi khỏe như trước từng bệnh? Vậy thì có biết nay có sung sướng hay không? Sung sướng hay không ạ? Vậy thì chúng ta đã có được niềm tin chưa ạ? Ở đây có ai bảo biết nay lừa đảo hay không ạ? Không thì chúng ta phải làm cho mãnh liệt lên. Tại vì ở đây chúng ta cũng có văn phòng rồi, đúng không ạ? Và văn phòng thì chúng ta sẽ chào đón tất cả các ông bà chủ mới và ông bà chủ cũ để mỗi ngày chúng ta có được sức khỏe như chưa từng bệnh. Và cái thứ hai, chúng ta có tin chắc rằng khi đến với đại viết này chúng ta sẽ trẻ hơn, đẹp hơn ít nhất từ 5 tuổi cho đến 20 tuổi. Ai yêu điều này ạ? Ai yêu cái điều này ạ? Yêu thì phải như thế nào? Vỗ tay lên. Đúng không ạ? Bây giờ
đẹp đâu, đúng không ạ? Bây giờ mà để quý bà để mà trẻ ra được 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi. Thanh xin thưa quý vị 5 tỷ. Cả nhà mình nhìn ở trên màn hình hai cái khuôn hình như thế kia thì có đỉnh cao không ạ? Có tuyệt vời và thấy khác biệt 1000% hay là bao nhiêu phần trăm ạ? Wow. Đây là Thanh ngày xưa. Thanh thời điểm này là năm 2009 lúc sanh đứa con đầu tiên. Thì đến đây 2023 cách bao nhiêu năm rồi ạ? 14 năm. 14 năm đúng, con trai lớn của Thanh năm nay 14 tuổi. Vậy thì chúng ta yêu cái khuôn mặt này, yêu cái hình hài này hay là yêu cái cơ thể này hơn ạ? Mới luôn. Yêu cái nào ạ? Rồi, chúng ta sẽ có được điều đó khi chúng ta là ông bà chủ Bitnay. Được hay không ạ? Vậy thì Bitnay có lừa đảo ai không? Xác định nha. Xác định không lừa đảo thì chúng ta phải truyền đạt một cách rộng rãi, truyền đạt một cách nhiệt tình. Và chúng ta là hình mẫu của Bitnay, được không ạ? Hình mẫu của Bitnay là trẻ, khỏe, đẹp, sức khỏe, sung mãn, giàu có và thịnh vượng. Ai mong muốn tôi có ít nhất một tài khoản là 1 tỷ ạ? Ít nhất. Và ai đang có rồi ạ? Sao chưa có được? Ở đây ai đang là 4 sao ít nhất một cái đâu ạ? Rồi, Thanh bật mí để cho quý vị biết quý vị đang là tỷ phú như thế nào nha. Ai tham gia một gói hàng cách đây trước ngày 9 tháng 9 đâu ạ? 4 sao. Quý vị thử mở lại cái ID của mình đi ạ. Khi mà chúng ta được chuyển đổi số, chúng ta là những dòng token được lên sàn Bitnay coi, thì chúng ta đang được tặng khoảng 700.000 đồng Bitnay coi. Có ai xác nhận con số này không ạ? Ai xác nhận con số này ạ? Và thời điểm đó chúng ta đang rất là được ưu đãi, đúng không ạ? Giá 0,02 nhưng mà chúng ta được bán chỉ với nửa giá thôi ạ. Vậy thì chúng ta chỉ có mua với giá 0,01. Cho nên 2 năm nữa, dài lắm là 3 năm thôi. Theo cái đà mà bây giờ chúng ta đang mua hàng là phải dùng đồng coin để mua hàng, đúng không ạ? Mỗi một lót hàng chúng ta tốn 27 đô đúng không ạ? Vậy thì 2 tới 3 năm nữa, Thanh tin chắc và theo lộ trình của tập đoàn đã dự kiến, mỗi một đồng coin của quý vị sẽ là 1 đô ạ. Chúng ta có tin điều này không ạ? Vậy thì quý vị xem thử một gói 4 sao của quý vị 700.000 đồng coin tương đương là bao nhiêu đô? Rồi chúng ta nhân đô 22 thôi, không tính đô khác. Đô 22, quý vị đang có một gói 4 sao bao nhiêu tỷ ạ? Vậy thì Thanh nói quý vị là tỷ phú, có đúng chưa? Ai không khác tôi sẽ là 4 sao ạ? Và hồi nãy anh Dũng đã tính rồi, một gói 4 sao ngày hôm nay quý vị tham gia 233.875.000. Quý vị cuối kỳ, nếu như mà quý vị không hàng tháng rút về thì quý vị rút cuối kỳ là hơn 1,5 tỷ. Ai khao khát trong vòng 5 năm tới, chỉ vì tôi có 4 sao bây giờ mà tôi lúc đó tôi sẽ có 1,5 tỷ ạ? Ai ạ? Đúng không ạ? Người nghèo cũng làm được luôn. Ở đây chúng ta thấy người nghèo nhất là ai ạ? Thanh ngày xưa là nghèo rồi nha. Thanh ngày xưa biết đến Bitnay là may mắn là cũng còn được 5.720.000 để mua được một cái gói 1 sao thời điểm đó. Thời điểm đó nghĩa là thời điểm nào ạ? Thời điểm mà 18 tháng 3 2020, thời điểm đại dịch ụp xuống tất cả toàn cầu, thì Thanh có đủ tiền để nhập được một lót 1 sao. Và ngày hôm nay đã hơn 70 gói 4 sao. Quý vị thấy Bitnay là tuyệt vời hay là rất là tuyệt vời ạ?
Và thậm chí hồi nãy chúng ta đã nghe câu chuyện của chủ giảng phải cầm hai con sen để mà khởi nghiệp với Bích Nay. Và ngày nay anh ấy đã có hơn 20 cái bốn sao. Vậy thì Bích Nay, người nghèo có khởi nghiệp được không ạ? Vậy thì Bích Nay lừa đảo chỗ nào ạ? Xin quý vị hãy cho một từ lừa đảo đến với lại Bích Nay đi ạ. Lừa để quý vị không còn bệnh tật, lừa để quý vị xấu rồi đẹp như tiên, đúng ạ? Lừa để chúng ta già, chúng ta trẻ lại 20 tuổi, đúng không ạ? Và lừa để chúng ta xìu hoài, sung không nổi, mà bây giờ chỉ vì mỗi ngày uống trà, ngày nào cũng sức khỏe sung mãn. Vậy thì biết đây lừa của quý vị cái gì ạ? Xin thưa ạ. Đúng ạ, lừa để mà ai cũng hạnh phúc có đáng lừa hay không ạ? Ai nói tôi đáng lừa để người ta hạnh phúc với biết này ạ? Rồi, để thấy được sự nhiệt tình này thì Thanh sẽ có lì xì trong chương trình thi đua ngày hôm nay. Nếu như mà chúng ta cảm thấy với biết này tôi cần thay đổi cuộc sống, tôi cần có chất lượng cuộc sống tốt hơn, và tôi cần có những cái điều, ví dụ như ngày xưa xe người ta thì có, nhà tôi 20-30 năm cả nhà làm lụng nhưng mà nửa cái bánh xe cũng không có. Có ai mà bây giờ nhà ai cả nhà làm lụng 20-30 năm nay mà nửa cái bánh xe ô tô cũng không có không ạ? Ai đang nửa cái bánh xe ô tô cũng không có ạ? Chúng ta có muốn có chiếc xe 4 chỗ không ạ? Nếu muốn thì chúng ta cứ đồng hành, đúng không ạ? Chúng ta khởi nghiệp 7.962.500, chúng ta vẫn làm giàu giống như Thanh đã từng làm giàu. Và khi chúng ta có gói hàng rồi, chỉ cần 3 ngày thôi, cái gói trà này sẽ chinh phục được những ai khó tính nhất trên đời. Cứ nói là tôi biết rồi, tôi là số 1, tôi đi bác sĩ thôi, tôi không cần ai hết, tôi không cần cái gì để cải thiện sức khỏe hết. Thì chỉ cần 3 cái gói nhỏ nhỏ con ở trong đây thôi, là quý vị sẽ thấy được tại sao quanh năm suốt tháng không khỏe được ngày nào. Hoặc là thỉnh thoảng thì khỏe, thỉnh thoảng thì ốm, thỉnh thoảng thì đi viện, hoặc là thỉnh thoảng là uống thuốc 3 gói thôi ạ. Ai sẽ cam kết ngày hôm nay tôi chắc chắn phải trải nghiệm được ít nhất là 3 gói ạ? Và một cái gói là ít nhất là một lót nha. Tại vì sao một lót? Một lót hồi nãy là chúng ta thấy không ạ? Chúng ta đầu tư 7.962.500, cuối kỳ chúng ta nhận về hơn 40 triệu. Gọi là tiêu dùng không đau, tiêu dùng làm giàu. Vậy thì ai là hôm nay là khách hàng mới Tân ạ? Lần đầu tiên được một ai đó mời lên đây ạ? Xin giơ tay lên ạ. Rồi một lát nữa chúng ta sẽ rất là hoan nghênh những cái cánh tay này. Một lần duy nhất trong đời để tôi đổi đời lột xác với lại Bích Nay. Tại vì tôi thấy Bích Nay quá tuyệt vời và tôi phải đổi đời. Tôi phải thay đổi cái diện mạo của mình. Tôi phải thay đổi cái cơ ngơi, cái gia cảnh, cái gia đình của mình để tôi giàu như những ông bà chủ Bích Nay đã từng giàu. Rồi thì Thanh xin mời quý vị lên đây để chúng ta có thể đăng ký ít nhất cho mình là gói 1 sao. Còn nếu chúng ta mua gói 2 sao á thì chúng ta sẽ được thêm cái món quà tặng giải quyết 3-5 chứng bệnh. Ai đang có 3-5 chứng bệnh trong người ạ? 3-5 chứng bệnh trong người ạ? Rồi thì chúc quý vị sẽ có được cái gói 2 sao trong đời. Mỗi tháng chúng ta nhận về hơn 700.000, đúng không ạ? Khoảng 3 tháng chúng ta cứ muốn rút tiền hoàn vốn 100 đô về thì cứ rút liên tục trong vòng 50 tháng. Còn nếu chúng ta không quan tâm, chúng ta để cuối kỳ, chúng ta sẽ nhận về hơn 200 triệu. Chúng ta có tin hay là chúng ta không tin thì đó vẫn là cái điều thực tế, được không ạ? Tại vì biết nay là tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn của hơn 18 nước rồi. Vậy thì chúng ta hãy cho phép mình tin
và hãy cảm ơn luôn luôn cái người giới thiệu cho mình đến ngày hôm nay, biết đến biết nay, cho mình có đủ niềm tin để tôi có được một cái gói hàng tiêu dùng làm giàu với lại biết nay để đổi đời lột xác. Sau này quý vị, cả nhà quý vị, ai có chứng minh là ai có 4 sao, chịu không ạ? Vâng, bây giờ thì ai mong muốn để sở hữu cho mình gói 1 sao, gói 2 sao, 3 sao, 4 sao, hãy bước lên sân khấu, nhanh chân thì góp bước lên sân khấu, các anh chị sẽ được nhận rất nhiều các phần quà của ban tổ chức ạ. Một gói là 1 sao, vâng, 6 gói là 2 sao, 12 gói là 3 sao. Và khu vực ở Hải Phòng này thì Thanh ưu tiên là ngày hôm nay ai nhập lót từ những leader mà hiện nay đang nhập lót thường xuyên bên chỗ Thanh thì chúng ta sẽ được tặng 10 USDB trên 1 cái lót hàng, là chúng ta sẽ nhận được 325.000 trên 1 cái lót hàng. Vâng, ai là những người mong muốn mình sở hữu gói 1 sao tiếp theo ạ, à, lên sân khấu đi ạ, à. Các chị hãy bước lên sân khấu đi ạ, à, để đăng ký những cái gói ưu tiên nhất cho mình. Trong ngày hôm nay các anh chị sẽ được nhận rất nhiều phần quà của ban tổ chức. Ôi, tại sao cô lên để cô nhận được một lót hàng ạ? À? Cô có thể chia sẻ tên cô là gì, ở đâu, và ngày hôm nay được ai giới thiệu, và tại sao cô lên đây để cô có được một cái lót hàng đổi đời lột xác ạ? Alo ạ. Xin chào tất cả mọi người, xin chào giám đốc và chào MC. Tên tôi là Vũ Thị Tý, số 12 Tô Xuyên, Nam Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Hôm qua là cháu Hường có giới thiệu và cũng đi tham dự, được tôi được nghe giảng và nghe các cô nói về để tiêu dùng không đau mà lại có tiền. Tôi nghe thấy rất là bổ ích. Đối với bản thân tôi thì rất là nhiều bệnh đã đi khắp cả mà không khỏi. Tôi được tham dự chương trình, tôi rất cảm ơn chương trình và rất là sự phấn khởi, xúc động. Nói mấy sao? Thì cô là chọn gói một sao. Chúc mừng cô là biết một sao. Thế anh là chọn gói mấy sao à? Vâng, còn ai ạ? À? Tất cả những các cô chú ý chị ở phía dưới, ai mong muốn mình có thể là sở hữu gói 1 sao, 2 sao, 3 sao và 4 sao, chúng ta nhanh chân những góc kiếm đến sân khấu để đăng ký cho mình những gói VIP để các chị sẽ được nhận những phần quà tuyệt vời ạ. À. Mời anh ạ. À. Vâng, lần đầu tiên là hôm nay mình được đến biết đến VIP, và hôm nay là mình được gặp đến từ sản phẩm cho đến tất cả những con người, các anh các chị. Nguyên cũng xin kính chúc các anh, các chị và cô bác là một sức khỏe và một ngày an lành và tràn đầy hạnh phúc. Sản phẩm nó chiến điện tốt thì mình lên 4 sao thì nó đơn giản hơn. Chắc chắn em sẽ ghi nhận lời này của anh và chắc chắn sẽ tốt hơn và anh sẽ trẻ hơn, càng hơn, đẹp hơn. Được. Cô ơi, cô lên đây là cô chọn gói mấy sao và tại sao ạ? Lên đây là đầu tiên tôi xin chọn gói 1 sao trước ạ. Còn về sau này thì hả, từ từ lên ạ. Cảm nhận ạ, vâng, cảm ơn tất cả các anh chị đang lựa chọn những gói sản phẩm để... Thì, em lên em cũng chọn gói 1 sao bởi vì em dùng sản phẩm cũng đã đang có kết quả tốt. Nhưng mà bây giờ em muốn tham gia nghe thì là phần vâng, mời bác ạ, bác có thể đăng ký gói mấy sao? Tôi đăng ký gói 4 sao. Wow! Tuyệt vời, lời chúc mừng bác. Không, vì là coi cái cây uống, tôi thấy cảm thấy cái hoa nhân có nhiều cái quan trọng nhất cho mình. Bây giờ chắc là có cái khoản khúc sữa là sung sướng nhất, đúng không các anh chị? Khúc giữa của đàn ông là sung nhất đâu ạ? Cảm ơn chương trình nhà tôi chọn là cảm ơn ạ, chúc tất cả các anh chị sẽ là mời bác còn chúng anh. Ta hãy cùng nhau hoan nghênh thêm tất cả các thành viên ông bà chủ sẵn sàng làm giàu, sẵn sàng thay đổi về sức khỏe toàn diện cho cả gia đình và chính bản thân mình, và từ đó chúng ta làm giàu được không ạ? Tại vì với gói 4 sao Thanh sẽ bật mí, thậm chí quý vị không có tiền chị đứng và quý vị cũng sẽ có được 4 sao. Ai
mấy thằng chia sẻ à? Vâng, và để cho xin kính bật mí em thêm một chút nữa. Tất cả những anh chị em ở sản phẩm ngày hôm nay là ở nhóm của lãnh đạo Phạm Nguyễn, thì từ Phạm Nguyễn sẽ tặng thêm 10 USB nữa. Một gói một sao. Và bye bye. Với cái gói 4 sao ở đây, Thanh đang giúp được rất là nhiều bà con cô chú bác. Thứ nhất là bệnh trong người, có bệnh nan y hay là bệnh mãn tính, huyết áp, tiểu đường, ung thư, tai biến hay là xương khớp nặng, thì chúng ta hãy kế hoạch cái gói 4 sao. Tại vì gói 4 sao chúng ta có thể vay của ai đó để chúng ta có ngay cái gói 4 sao. 30 lốc hàng chúng ta sẽ dùng cho mình khoảng 3 lốc, còn lại 27 lốc chúng ta sẽ giúp cho xung quanh 10 nhà sử dụng. Là 2 tháng chúng ta đã có thể thu hồi vốn lại rồi. Và đặc biệt là tập đoàn, khi mà chúng ta đăng ký gói 4 sao, mỗi tháng chúng ta sẽ nhận về khoảng hơn gần 4 triệu, đúng không ạ? Vậy thì ai đó lỡ vay của nhà nước 5 năm 233.875.000, thì chúng ta mỗi tháng trả cho nhà nước là cũng chưa hết 3 triệu, đúng không ạ? Chưa hết 3 triệu mà chúng ta lại có đủ sản phẩm, chúng ta chia sẻ ra thì chúng ta thu hồi vốn ngay. Và chúng ta dùng mỗi tháng tập đoàn lại tri ân lại, cho dù á là chúng ta có như thế nào chúng ta cũng không có mất cái gì cả, đúng không ạ? Nhờ đó mà rất rất là nhiều cô ở Hà Nội, có những cô tầm tuổi như thế này, thậm chí họ làm bác sĩ luôn, và họ đã có hơn 10 gói 4 sao chỉ vì họ bị đau bệnh. Họ 85 tuổi rồi. Có một cô bác sĩ ở Bắc Ninh á, 85 tuổi mà bây giờ hơn 10 cái 4 sao, mà cũng chỉ mua dùng cho mình, rồi người ta thấy trẻ ra nhanh quá, hết bệnh nhanh quá. Dịch Covid bị chúng dịch mà 10 ngày sau cũng hết luôn. Té gãy, bị người ta té đụng xe mà uống tăng liều một ngày 6-7 gói, 10 ngày sau xương cũng lành luôn. Thế là người ta cứ thế, người ta đồn và người ta cứ chia sẻ đó. Vậy thì mấy cô chú bác ở đây đó, là chúng ta cũng đừng ngại có 4 sao nha. Ở đây có rất rất là nhiều người không có tiền giống như Thanh, cũng có nhiều cái gói 4 sao, nhưng mà chúng ta phải tin chắc về sản phẩm. Và hàng tối thì Thanh mời quý vị vào cái Zoom. Ở đây có ai biết Zoom không ạ? Có ai biết Zoom không ạ? Chúng ta vào Zoom là chúng ta nghe truyền hình trực tiếp của những người họ đau yếu bệnh tật, họ lên họ chia sẻ họ hết bệnh như thế nào từ bên đây, để chúng ta có niềm tin và chúng ta giúp cho khách hàng mới của mình á vào Zoom có niềm tin, thế là chúng ta có được khách hàng mới, được không ạ? Rồi chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn nữa, cảm ơn và chúc mừng tất cả các ông bà chủ mới đi ạ. Vâng, và thay lời cho ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các thành viên mới, các anh chị sẽ đạt được những cái những tiêu chí tuyệt vời nhất. Cả nhà mình có thể là dành tặng cho tất cả các leader trên sân khấu, chúng ta có thể thật lớn được không ạ? Và chúc các ông chủ, bà chủ của Bitty ngày một khỏe hơn, trẻ hơn, đẹp hơn và phát triển. Vâng, dự án của Bitty ngày một bền vững, trường tồn và thịnh vượng, lan tỏa giá trị khắp cộng đồng của Việt Nam, 63 tỉnh thành, nhà nhà cùng biết đến Bitty và người người cùng biết đến Bitty, được không ạ? Các cô chú chị, các cô chú chị không quên dành cho những trang tay lớn hơn này, chúc mừng. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị cùng các lãnh đạo. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Xuân Khiêm vừa rồi nhìn thấy một vị lãnh đạo của chúng ta, một tiến sĩ, một chuyên gia. Vâng ạ, một chuyên gia sinh hóa đang ở dưới sân khấu. Vâng, xin trân trọng kính mời tiến sĩ Hải Phạm Hải Phong. Vâng, tại sao và lý do gì mà ngày hôm nay tiến sĩ Phạm Hải Phong lại có mặt trên sân khấu lúc này? Vâng, quý vị hãy dành cho cho bác những trang tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Vâng, phần là chủ giảng và cũng là một trong những
người rất xuất sắc đã trao đến giá trị sản phẩm trà hòa tan của Whitney. Và có thể là xin mời thầy Sư Khiên có thể là gọi bằng thầy được, tại vì thầy đã đang đào tạo và giảng trên các Zoom tổng của chúng ta có được không ạ? Và thầy có thể là chia sẻ đôi điều. Dạ, xin chào bà con. Chắc có khi là tôi xin phép không được không giới thiệu lại, tại vì MC đã giới thiệu rồi. Tôi xin phép nói vài điều thôi. Có thể là có người đã sử dụng và có người chưa sử dụng ở trong các phòng này, có đúng chị em ạ? Thì tôi xin một phút để chia sẻ. Tức là nếu mà chúng ta cầm cái hộp sản phẩm rồi nói là tốt lắm dùng đi, thì đương nhiên đó là một cái sự khích lệ rất lớn cho chúng ta. Đã mặt thì dân phút hồi nãy đó là tôi thấy phải rơi nước mắt với những cái hoàn cảnh như thế. Bởi vì khi mà chúng ta lâm bệnh đó là chúng ta cũng không biết phải làm sao. Thầy thuốc đó, bệnh viện đó, thuốc men đó mà không làm cho những bệnh, mà cái này không phải là thuốc thì lại hết bệnh, là đẩy lùi bệnh tật. Thì đó là một cái tin vui không còn biết phải tả như thế nào nữa. Thì cái sản phẩm này là cách đây gần 3 năm trước tôi ở trong Sài Gòn, thì tôi được các anh em mời tới. Thế thì trong mắt tôi đó, thì những cái thông tin ở phía sau lưng cái hộp này nè, nó quý giá lắm. Và đây là cái công bố, thông tin được công bố ở trên thế giới, chứ không phải là công bố cho Việt Nam hay là công bố cho riêng ai. Thế tuy nhiên có thể là bà con của chúng ta chưa được những cái thông tin đó. Thì cũng nhân đây, nhân cái tiệc ngày hôm nay, nhân cái buổi lễ này, đây là vinh danh những con người này. Đây là những con người thật 100%. Và họ đã tin vào cái sản phẩm này. Dĩ nhiên là đứng ở góc độ của thông tin của khoa học ấy, thì có thể là bà con của chúng ta chưa có rõ lắm, thì điều đó cũng không phải là một lỗi lầm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lan tỏa một cái sản phẩm khoa học bằng một cái kết quả khoa học, hồi nãy tất cả bà con của chúng ta lên đây chia sẻ, thì đó là kết quả khoa học, là bởi vì chúng ta uống cái sản phẩm khoa học thì nó phải được như vậy. Nếu mà chúng ta uống cái khác thì chắc chắn là sẽ không được như vậy rồi. Thế thì chúng ta phải lan tỏa cái tinh thần khoa học này bằng cái công bố khoa học này, chứ không phải là chúng ta dựng đứng lên mà nói. Chúng ta không hề nói với cái thái độ đó với bà con mình. Thì như vậy thì tôi cho rằng đây là một cái may mắn chưa từng có, bởi vì trước đây 5 năm, trước đây 10 năm, trước đây xa xôi hơn nữa, hàng trăm năm nữa cũng không có, muốn mà không có. Thì bây giờ là chúng ta đã đến cái lúc, cái thời đại của chúng ta đã đến lúc đã bắt gặp được một cái sản phẩm tuyệt vời như thế này, trà hòa tan Lâm Thị Chui. Nói cái chữ trà đã để cho chúng ta dễ hình dung là một cái loại đồ uống, ai uống cũng được, uống lúc nào cũng được, người lớn uống cũng được, người nhỏ uống cũng được, mẹ bầu uống cũng được, có phải không ạ? Bởi vì đấy là loại đồ uống, nhưng cái công dụng của nó thì không kể xiết. Chúng ta có thể lấy ra một vài cái tờ giấy A4, chúng ta cắt đầu dòng nó cũng không xiết, các bạn ạ. Và trân trọng thay cho những cái kết quả vừa rồi, đó là nó cứu đi rất nhiều cái sinh mệnh như thế. Chứ nếu không có cái loại này thì chắc có khi là chúng ta đã nằm ở những cái lớp đất hầm này rồi, có phải vậy không ạ? May mắn thay thì đó là một cái điều hết sức là vui và phải nói là thật sự xúc động để mà chúng ta đang diễn kiếm những con đường giúp đỡ này đây. Và một lần nữa xin thay mặt khán phòng xin phép kính lễ. Và tiến sĩ cũng vừa nói rồi, tất cả những giấy chứng nhận, các giấy phép của các nhà khoa học và các minh chứng của tất cả những chuyên gia đã nghiên cứu và sản phẩm này thì đã có rất nhiều ở trên thế giới và Việt Nam cũng có. Các chị nếu muốn tìm hiểu kỹ, các chị chỉ cần search lên trên Google Whitney Farm Club, trang chủ sẽ hiện lên toàn bộ tất cả những sản phẩm, hành lang pháp lý, giấy tờ và các thông tin các chị có thể đọc trong vòng 3 tháng không hết nữa. Và sự kiện đã được xem, càng kỹ càng xem thì các chị càng nhận được giá trị. Nên một lần nữa xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị rất nhiều. Và buổi sáng ngày hôm nay thì cũng là một cái chương trình đại tiệc chào xuân của năm 2023. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức Xuân Khiêm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các lãnh đạo đã bước chút thời gian bằng ngọc của mình đi những chặng đường rất xa và đã hội tụ về đây để trao đi giá trị cho tất cả người dân ở tại thành phố Hải Phòng, cũng như là trong một trường ngày hôm nay nhận được giá trị vô cùng tuyệt vời sâu sắc. Bây giờ thì xin mời cả nhà mình có thể là quay trở lại tất cả các bàn tiệc và định cho mình một chỗ ngồi 8 người trên một bàn tiệc. Và Xuân Khiêm sẽ tuyên bố lý do khai tiệc trong buổi sáng nay được không ạ quý vị? Vâng, thưa quý vị, chào mừng tổ chức Núi Đồi Hải Phòng được bắt đầu.
và Bidi Việt Nam 168 được không các anh chị? Và bây giờ sự kiện phun khẩu hiệu